Nam mình. Kỳ này tôi lên kinh thành á, chắc lâu lắm tôi mới về. Vợ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em biết rồi, mình đi về nhanh với em nha. Chứ đi lâu em ở nhà một mình em cũng sợ lắm. Tôi biết rồi, tôi cũng đâu muốn đi xa ai đâu, nhưng mà tại vì nhà mình cứ thiếu trước hụt sau hoài, mắc nợ người này người kia. Thôi tôi đi làm ăn mà, đừng có lo nha. Mình giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi nha, thôi vô đi, đứng đây tôi không đi được đó. Về sớm với em nha. Ừ. Đợi tôi nha mình. Bảy. Dạ. Bảy đi đâu đây? Dạ chào ông xã. Nè 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 nè, Bảy làm ơn Bảy nói cho nó tròn dành rõ chữ giùm tôi cái ông xã trưởng. Bảy đừng kêu tôi là ông xã, mất công bà con cô bác người ta tưởng tôi là chồng của bà là chết luôn á. Giọng tưởng quá à. Chẳng qua tôi kêu ông xã trưởng á, tôi mới kêu ông xã dài chưa kịp chữ trưởng nhảy vô. Trời đất ơi, làm gì đẹp trai mà. Trời đất ơi, đi đâu trước trước lãng vảng trước nhà người ta đây. À, ta nói đi tuần. Đi tuần, đi tuần. Đi tuần, cái quán của tôi kìa. Phức tạp, tại sao không đi tuần giùm cái đi. Nói chung là đi tuần chỗ nào cũng tuần hết. Bây giờ đi tuần nè. Đi tuần đi. Đi nha. Trời đất ơi, trời đất ơi, cái số 7 người ta hên mà dám là xui. Bài đặt nó đi tuần xạo, lén phén vợ người ta thì có. Coi chừng đó, chồng đi xa thì giữ lấy cái thân đi. Sao? Đâu ai như tôi đâu, vừa đẹp vừa thanh xuân mà đàng hoàng nữa. Vô đi, còn đứng đó mà hù nữa. Chờ lâu không? Đợi hồi nãy giờ muốn chết. Ta nói hồi sáng muốn vô đây lắm, đang rình rình gần gần muốn chui vô rồi. Ta nói con mẹ Bảy tự nhiên bắt gặp quả tang luôn. Năm nào phải trớ qua chuyện khác, sáng giờ rình mò muốn vô đây muốn chết luôn nè. Chết rồi. Nếu như mà bà Bảy, bà nghi ngờ, bà biết chuyện hả? Vậy là cả làng này đều biết sao? Chắc vậy quá. Thôi để về cho chắc ăn nha. Dù gì tới rồi mà về hả? Tôi giỡn thôi, tôi biết mà. Chờ chút nha. Bảy ơi, Bảy. Cái thằng cô hồn nào kêu tao Bảy hoài đi. Cái gì? Bảy, ba về nè Bảy. 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 Thôi rồi. Ba về rồi Bảy ơi. Ba về rồi Bảy ơi. Ơi. Đứng, con còn nguyên vẹn không? Nguyên vẹn. Trời ơi. Ba ơi, ba có biết là Bảy nhớ ba không? Ba cũng nhớ. Ủa, không có nhớ. Chỉ nhớ thôi đói bụng quá, cho hai bánh uống đi. Trời ơi. Trời ơi, Bảy biết không? Sao? Lên kinh buôn bán hả? Thèm bánh uống Bảy muốn chết gì luôn vậy? Nói cho rõ ràng. Ừ. Thèm bánh ú của Bảy bán. Thèm bánh ú Bảy bán hết luôn vậy đó. Vô xích vô. Tâm sự có nè. Rồi. Ừ. Chuyện này sao? Làm vui được nhiều. Ôi, thôi cái chuyện đó không dám nói đây đâu. Nói mình Bảy biết thôi. Được Bảy ơi. Vui được nhiêu đây không? Ừ. Nhiêu đây. Ừ.
Nhiêu đây? Ừ. Nhiêu đây? Mãi. 20 lượng, dữ không? 30. Làm sao? Trời ơi. Ôi nhỏ thôi nha. Hả? 120 lượng? Trời ơi bà, mới bà mà bảy thôi. Bà định cho sơn tặc giết tôi hay gì vậy? Mình, tôi hỏi thiệt nè, tôi lên tỉnh thành làm ăn 3 tháng trời, mình có nhớ tôi không? Hỏi gì hay dữ vậy, vợ nào mà không nhớ chồng? Bởi vậy, miệng đời thật là ghê gớm. Ê, nhiều khi người ta thấy mình hạnh phúc với nhau nè, với lại tôi đi làm ăn xa, rồi mình ở nhà có mình ơn nè. Rồi bây giờ tôi có tiền có bạc nên là người ta nói không có tốt về gia đình của mình. Người ta nói gì tôi hả mình? Thì người ta nói mình tiền bạc mình làm bằng mồ hôi nước mắt rất là cực khổ, cất ở trong người không có đưa ai giữ hết. Thì ba đưa cho vợ ba cất. Ba nghe lời bảy không? Không có được mang về. Sao vậy? Ba tin tưởng vợ ba lắm hả? Vợ ba không còn như xưa nữa đâu. Hả? Không có tin tưởng được. Sao vậy bảy? Bộ vợ ba ở nhà đánh bài đánh bạc hay gì vậy bảy? Không có anh coi như chưa nói đi ha. Bảy nói làm sao mình? Thôi bỏ chuyện nói hoàng bên, không có gì đâu. Tôi lúc nào cũng tôi tin tưởng mình tuyệt đối hết á. Mà nè, tôi hỏi thiệt á, trả lời tôi thiệt nha. Tôi đi làm 3 tháng trời, ở nhà của mình á có gì lạ không? Không có. Đó, mình nhìn thấy đó, nhà mình hồi nào giờ đâu nó cũng vào đó hết trơn à. Ý tôi không phải nó là nhà của mình, nhưng mà mình á có gì lạ không? Tôi á hả? Ừ. Có gì đâu, tôi vẫn vậy mà. Vậy mà cái bà Bảy thì bà nói kìa. Bà Bảy nói gì mình? Thôi không có gì đâu. Em đừng quan tâm tới Bảy nha. Nè, chuyến này đi làm ăn á, lời lỗ làm sao mà tôi không nghe mình kể gì ráo? Vợ nói thì tôi cũng không có dám giấu. Kỳ này mình buôn bán hả? Mình lời tới 120 lạng bạc lận. 120 lạng bạc? Nói nhỏ thôi. Bộ định cho người ta ăn cướp hết à? Trời ơi, vậy là vợ chồng mình giàu rồi hả? Sao tôi mừng quá, tôi thích quá. Rồi mình đâu bạc đâu, mình có đem gì cho tôi không? Thì lúc hồi sáng tôi mới về đầu làng thôi. À, là bà con của bác nói nhà của mình không có tốt. Rồi tùm lum la, nói chung là miễn đợi mà. Nói ở nhà vợ xảy ra chuyện này chuyện kia nên tôi lấy số bạc đó tôi giấu ở gốc đa đầu làng rồi. Gốc đa linh thiêng nhất đó. Rồi tôi có khấn giái thần đa nữa, nên là mình yên tâm đi, không sao đâu. Có gì ngày mai mình ra mình lấy. Trời ơi, sao mà mình nhẹ dạ cả tin người ta quá vậy? Tôi đây là vợ mình, sao mình không tin tôi? Thôi chết rồi, nếu mà mình giấu ở cái ngoài cái gốc đa đó, chết, lỡ có khi nào đi ra đó không còn bạc nữa không? Nếu mất rồi thì sao? Hả mình? Sao có chuyện đó được? Trước khi tôi giấu á, tôi có giái thần đa nè, với lại tôi bỏ ngay cái gốc cây á, ở bông trong hốc ngay cái chảng ba á, phải thò tay vô mới lấy được. Mà lúc tôi giấu bạc á là tôi nhìn trước nhìn sau rồi, không có ai biết hết á. Thôi thì mình đã nói như vậy rồi thì tôi biết nói gì nữa bây giờ. Thôi cũng khuya rồi, mình ngủ một giấc đi, rồi sáng sớm mai dắt tôi ra ngoài lấy bạc về liền nha. Thôi cũng 3 tháng mấy rồi, tôi đi xa, thôi mình ngủ sớm nha mình. Thank you.
Trời đây nè vợ ơi, vợ vợ. Là ở đâu mà sai không thấy tới. Đây nè, đây nè, ngay cái cây đa ở của làng mình, cây này là cây linh thiêng. Dạ. Dạ, con cảm ơn thần đa, cảm ơn thần đa đã cho con giữ số bạc ở đây. Cảm ơn thần đa giữ số bạc con. Đợi anh xíu nha. Có chưa chồng? Ủa sao kỳ vậy? Ủa? Có chưa anh? Trời. Ủa sao kỳ vậy? Ở đâu? Anh để ở đâu? Anh cất ở đây nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Ở đây này làm sao? Chết rồi. Ủa? Ở đâu vậy anh? Anh đang đi tìm nè. Trời ơi, cái cây đa nó lớn như vậy, anh cất ở đâu anh phải nhớ chứ. Anh nhớ mà. Anh nhớ là anh cất ở chỗ này mà sao kỳ vậy ta? Đến lên tìm lại lần tìm, nữa coi. Tìm kỹ lại coi anh. Trời ơi, chết rồi vợ ơi. Hả? Chết rồi vợ ơi. Mất hết rồi vợ ơi. Mất hết chân bạc rồi vợ ơi. Trời ơi, chết rồi. Thôi anh nín đi. Hay là anh lấy cái số bạc đó, anh đi ăn chơi cờ bạc, rồi bây giờ anh kêu tôi ra đây, anh dựng lên cái chuyện mà mất mát để cho tôi tin đúng không? Trời ơi, vợ cũng biết rồi đó. Từ đó giờ anh đâu có ăn chơi rượu chè gái gú đâu. Trời ơi, chết rồi. Mất hết 120 lạng bạc rồi. Bà con của bác ơi, bà con của bác. Trời ơi, tôi mất hết bạc rồi nè bà con của bác ơi. Trời ơi, trời. Trời ơi, chị Sáu, chị Sáu. Chị Sáu, tôi biết tôi để bạc đây đâu mất tiêu. Trời ơi, chị Chính. Tôi để bạc đây nè, 120 lạng bạc đây giờ mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi, trời. Ủa anh Mười, anh Mười. Em giờ tôi để bạc đây giờ đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Mạng sống của tôi. Trời ơi. Chuyện gì, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chuyện gì mà la không xùm vậy ba? Bảy. Bảy nè, bảy nè. Mất hết rồi. Mất cái gì? Mất hết bạc rồi, 120 lạng bạc mất hết trơn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Xây sẩm mặt mày. Trời ơi. Tại sao vậy ba? Bảy. Trời ơi. Bảy này nè, bảy này nè. Tại sao vậy? Mày đã nói ba rồi. Công sức của mình làm ra rồi phải biết gìn giữ chứ. Đó. Tại sao không biết gìn giữ vậy hả ba? Không biết lo gì hết trơn, không biết chữ gì hết trơn là đồ chồng hư, chồng hư, chồng hư, chồng hư, chồng hư. Ủa, chị là vợ lớn của anh hả? Còn chị là nhỏ của anh đó hả? Vô duyên, hàng xóm. Mày. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Hai người có thấy làm quá không? Đến nỗi hàng xóm còn tưởng hai người là vợ chồng đó. Tôi là vợ chính thức đứng đây, không nói một lời nào hết. Chị xin lỗi em, tại vì chị thương nó quá. Rồi bây giờ bạc mất rồi sao? Dần sao dần. Ai xúi ai chỉ anh như vậy? Hả? Bảy kêu á. Tiền bạc á là vật bất ly thân. Mình đem rõ tụi bảy tầm bạ. Tôi dặn rồi, không được đem về nhà. Nhà cũng không an toàn, vợ cũng không tin tưởng. Vậy mà. Cái gì? Thì ra từ đầu đến đuôi cái vụ này là do chị xúi bảo chồng tôi cất giấu vàng bạc ở đây đúng không? Chứ chồng tôi nào giờ tánh tình ảnh lương thiện hiền lành. Chị làm gì chị coi đường hả chị Bảy? Bảy dặn nó cất người chứ đâu Bảy đâu dặn chôn cây đa đâu. Tại nó nghe. Bây giờ chị tính nó... sao với tôi đi? Bảy lỡ nhiều chuyện thôi Bảy, để Bảy chuộc lỗi ha. Để Bảy suy nghĩ thử coi. Chuộc lỗi bằng cách nào? Hả? Bây giờ vàng bạc người ta mất hết trơn rồi đó. Rồi vợ chồng người ta xích mít như vậy đó. Chị vừa lòng chưa? Bảy nhớ rồi. Ở trên làng trên mình có ông Quang. Ông Quang Nguyễn rất là thông minh nha, mà thanh liêm chính trực nữa. Hãy trong làng trong xóm mình ai mất của mất cả gì lên kiện là tìm ra được hết đó. Đúng rồi. Mình đi kiện đi. Đúng rồi, phải đi kiện mới được. Kiện ai? Kiện bà. Hả? Cái gì kiện tôi? Thì do bà kêu tôi đi giấu vàng cho bạn mới bị mất á. Không kiện bà thì kiện ai? Ba ơi là ba, bà chỉ muốn tốt cho ba. Thấy không? Muốn ba cất cái chỗ kín đáo, ai mượn ba đem ra ngoài này làm chi hả? Rồi mất giờ đổ thừa tôi. Thấy không? Kiện đi, kiện cây đa. Hả? Kiện cây đa? Anh có khùng không? Cây đa là vật vô tri vô giác. Anh kiện nó có ăn được nói được không? Kiện tầm bậy tầm bạ, quan đè ra đánh, tiền mất tật mang. Thôi bây giờ nè, tôi nói một lời nè ha. Giữa Bảy và vợ ba, nghe ý kiến của ai? Bảy lúc nào cũng là tri kỷ của ba. Vậy ha, vậy thì mình đi kiện cây đa. Nguyên đơn nói. Dạ, dạ con bẩm quan, con bẩm quan. Con bẩm quan suy xét giùm con. Dạ chuyện là vậy. Dạ 3 tháng trước á,
con có chia tay vợ con với lại Bảy để mà lấy hết tất cả số bạc của nhà để lên trên kinh thành để mà mua đồ bán đi bán lại để làm ăn. Rồi sau 3 tháng thì con mới kiếm được 120 lạng bạc. Con về tới đây con gặp Bảy để mà nói cho Bảy nghe. Bảy mừng lắm. Rồi Bảy mới nói với con là cái số bạc đó đó không có nên đem về nhà, tại ở nhà đang có chuyện xảy ra mà vợ con á thì cũng không có tin tưởng được, nên là khi đi đường con mới thấy vậy á, con mới đem 120 lạng bạc con giấu ở cây đa, rồi con về con nói vợ con, sáng hôm sau con quay lại thì mất cái 120 lạng bạc rồi. Quang ơi, Quang ơi, Quang suy xét giùm con. Thôi, Quang ơi anh nín đi, anh ồn ào quá, vợ ở nhà anh không tin tưởng, anh đi tin tưởng người dân, nghe lời Bảy. Bảy 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 cái gì cũng Bảy đó, bây giờ mất hết 120 lạng bạc rồi đó, anh thấy sáng mắt anh chưa? Bảy đâu? Bảy đâu? Dạ, anh biết Bảy rồi. Bảy 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 Quay à Sĩ. Dạ. Bảy là ai? Dạ, dạ em là Bảy. Bảy là gì? Dạ Bảy là, dạ Bảy là em. Mà em là gì? Ý Quang nói là em là dì của ba phải không? Ờ. Dạ, dạ. Hàng xóm. Hàng xóm. Dạ. Vì hàng xóm có liên quan gì tới cái vụ án này? Dạ có chứ Quang. Chuyện là vậy, cách đây 3 tháng trước, cũng vào mùa lá rụng, ba lên kinh để mà buôn bán. Và khi 3 tháng sau cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc thì ba đã trở về, trở về với hình hài nguyên vẹn. Dạ, trước khi trên đường về nhà, ba có ghé tạt ngang quán của em. Ba khóc khởi vui mừng vì ba đã buôn bán lời được 120 lượng bạc. Dạ, 120 lạng bạc. Em đã chứng mắt trông thấy ba không bao giờ nói dối, không bao giờ điêu ngoa. Ta hiểu rồi. Vậy có nghĩa là 120 lạng bạc mà Nguyên đơn nói dạ là có. Dạ, chứ dạ, không phải nói dạ, dối. Có thật, có dạ thật, có thiệt Quang à, có thiệt. Vậy hãy nghe ta hỏi. Cái cây đa này, dạ, khi ngươi gửi túi bạc đó, dạ, có ai làm chứng không? Dạ, dạ Quang ơi, Quang cũng biết rồi đó. Lúc mà mình giấu tiền, giấu bạc hay giấu vàng đó, đâu có dám cho ai biết đâu. Con chỉ lại đây, khi con đi ngang thì con tin tưởng cây đa. Cây đa này là cây đa linh thiêng nhất của làng mình, nên là con mới gửi số bạc ở đây. Hồi cái sáng mai con ra lại, mất tiêu cái số bạc của con rồi. Quang ơi, Quang ơi, suy xét giùm con, Quang suy xét giùm con. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cây đa nó nuốt đó Quang à. Không có người làm chứng. Dạ. Thì sao khi công nó mất? Vì ngươi có kể cái chuyện này cho ai nghe không? Dạ, dạ, dạ có Quang. Ai? Dạ vợ con. Dạ con về con có kể cho vợ con nghe. Dạ hai vợ chồng con biết. Vợ có Nguyên Đơn. Dạ. Nguyên Đơn nói vậy có đúng không? Dạ đúng Quang. Dạ hôm đó chồng con về, rồi đêm nằm hai vợ chồng có thủ thỉ là chồng làm ăn khấm khá được tới 120 lạng bạc, nhưng mà không có đem về nhà. Giữa đường á, anh chồng con ảnh nói là có ghé ngang gốc đa này nè, ảnh giấu ở đây. Rồi tự dưng sáng hôm sau ảnh khoe con, ảnh dẫn con ra đây để lấy số bạc lại, nhưng mà kiếm hoài không thấy Quang à. Dạ đúng rồi Quang. Dạ Quang suy xét giùm con. Quang ơi nè. Dạ. Hai người có thấy đêm hôm đó đó ở nhà của mình đó, có cái gì đó khác lạ không? Hả? Dạ, dạ, dạ không. Dạ không Quang ơi. Ý ta nói là nhà ngươi đó có người nào lạ không? Có kẻ thứ ba không? Dạ không. Nhà không bao giờ có người thứ ba Quang. Có Quang. Có. Có ai vậy chồng? Có người thứ ba. Có. Ai? Dạ, ai vậy? Dạ ai? Con chó. Con chó đâu có tính. Dạ tại Quang không biết đâu. Con nuôi con chó này từ nhỏ đến lớn nó khôn lắm. Khi mà con đi xa về á là nó chạy ở đầu làng nó đón con rồi. Rồi nó khôn lắm Quang ơi. Mỗi khi mà nó gặp người lạ nó sủa, mà nó gặp người quen là nó mừng lắm Quang. Dạ con chó nó khôn lắm. Ủa chị có tính không Quang? Người lạ thì sủa. Dạ. Người quen thì mừng. Dạ đúng rồi Quang, nó khôn lắm. Dạ. Dạ. Tóm lại, trong vụ án này, Bảy là người duy nhất chứng kiến
nguyên đơn có 120 lạng bạc. Dạ đúng rồi. Dạ. Ta hiểu rồi. Lính đâu? Dạ. Dạ. Đánh 50 heo. Ý trời ơi, trời ơi. Quang ơi, trời ơi, Quang cho con quá. Con chỉ là người chứng kiến thấy 120 lượng, tôi con đâu có lấy. Tự nhiên Quang đánh em vậy. Lính. Dạ. Ta có gửi đánh người đâu? Mới nói tôi thị nè. Đánh kỳ đa. Chó. Chó nó cũng nói gì. Đánh gì có chứ chó. Ở không quá. Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Hai cái thằng lính này, tụi bay tưởng tao nói chơi hả? Quýnh. Dạ. Quýnh kìa kìa. Quýnh nhẹ xìu làm sao nó khai được. Quýnh mạnh vô. Thiệt là mạnh. Quá nhưng mà ở chỗ này đông quá trời của đất không tiện. Quang chịu khó Quang bước gần con nói nhỏ nhỏ thôi. Tại sao lại phải nói nhỏ? Nói lớn quá tên trộm đủ nó nghe nó chạy mất tiêu sao? Có lý hả? Được rồi. Cảm ơn sự hợp tác của Kida. Vậy là biết người lấy rồi hả Quang? Dạ hay quá Quang ơi. Ai lấy vậy Quang? Thưa bà con. Dạ. Ta đã biết thủ phạm của vụ án này là ai rồi. Dạ dạ Quang anh Minh rồi. Quang. Dạ dạ. Nhưng chưa tiện nói. Nguyên đơn hãy nghe đây. Dạ 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 bẩm Quang con nghe. Bây giờ ngươi hãy về nhà nấu vài mâm cỗ thiệt là hoành tráng để đãi dân làng. Trời ơi Quang ơi, Quang suy xét giùm con. Quang ơi, vợ chồng con nghèo vốn liếng mất hết trơn rồi, bây giờ con lấy tiền bạc đâu ra mà con đãi mâm cỗ đó Quang ơi. Quang ơi, yên tâm dùm. Yên tâm, bảy tài trợ. Cảm ơn bảy. Thôi được rồi, vậy thì ngươi hãy về chuẩn bị tổ chức vài mâm cỗ nghe chưa. Dạ. Còn bà con nhất định phải tới cho đông đủ, không được ai vắng mặt nghe chưa. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Còn ông này, ông còn đứng đây làm chi vậy ông? Đó, ba ông đi luôn. Lẹ lên. Mọi người đi hết rồi, chui ra đi cha nội. Chui ra đi ông. Dạ. Thì làm gì gãy tùm lum vậy? Dạ. Quang kêu con đứng ở trong cái gốc cây đa kiến không à. Trời ơi, hai biểu chui mà không có lựa chỗ. Lựa sẽ được, dạ bẩm Quang. Con đã làm theo ý Quang nói. Con làm vậy rồi con nói đúng vậy, Quang có hài lòng không? Quá tốt. Ngươi lòng tiếng rất là chuẩn. Vậy là tập 1 coi như chúng ta đã hoàn thành. Dạ. Bây giờ tới tập 2, bắt kẻ trộm. Trời ơi. Đừng có đi gần nó cắn đó. Ngồi đây đi em. Cậu chừng đừng đi gần nó cắn. Ủa, ngộ ha. Ông này sao quen. Không có sủa. Sủa. Mà nó còn mừng nữa chứ. Lính lưu. Dạ. Bắt hai lại. Dạ. Đó, bắt ông kìa. Nè, bố tôi ra.
Bộ tôi ra làm gì bắt tôi? Bộ tôi ra coi. Bộ tôi ra coi. Ngươi chính là thủ phạm. Nè, ông được chủ quan cho tôi nha. Thả tôi ra coi, thả tôi ra coi. Đừng có lợi dụng chức quyền nha. Bộ tôi ra coi. Bộ ra coi. Bộ ra coi. Tất cả hãy nghe đây. Tên xã trưởng chính là thủ phạm của vụ án này. Hắn đã qua lại lâu nay với người đàn bà này. Bằng chứng là con chó nuôi ở trong nhà đã sủa với tất cả những ai đến đây dự tiệc, chỉ trừ một mình hắn ta. Điều đó chứng minh con chó đã quen hơi với hắn từ mấy lâu nay. Quang nói quá đúng. Quang biết không, con chó này nè, nó giữ thí mồ tổ vậy. Mỗi lần mà tôi qua tôi giao bánh uống nha, nó rượt nó chạy, tôi chạy gần chết luôn vậy đó. Nhưng mà trái lại đối với cái tên này, nó không sủa mà nó còn mưng nữa. Đó, hung lìa vậy đó ha. Chứng tỏ là đến nhà nhiều lần lắm cho nên nó quen mặt tôi nè. Trời ơi. Trật tự, bà con hãy trật tự. Vào cái đêm mà Nguyên Đơn đã bất ngờ trở về nhà, xã trưởng nó không hề hay biết, nên hắn dẫn đến đây như thường xuyên. Và con chó vì đã quen hơi hắn nên nó không sủa, cho nên hai vợ chồng bàn chuyện ở bên trong, hắn ở bên ngoài đã nghe hết tất cả. Và ngay trong đêm đó, hắn đã chạy ra gốc cây đa lấy mất túi bạc. Chính hắn là thủ phạm. Quá đáng, còn chối nữa không hả? Tư tình với vợ người ta đã vậy còn là lấy của người ta nữa, có phải tụi nó là ăn cướp không? Ơi mình tại sao vậy mình? Tôi lên kinh thành để mà tôi làm ăn, về lấy tiền lo cho mình sửa sang nhà cửa, mua quần áo đẹp cho mình, tại sao mình đối xử với tôi như vậy? Bảy nói mà không tin. Trật tự. Xã trưởng, bây giờ ngươi có chịu nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng hay không? Hay là đợi ta tra khảo lúc đó mới nhận tội? Hả? Dạ quan ơi, để con khai. Dạ con thú thiệt với quan, xin quan tha tội cho con. Chính con là người lấy số bạc đó đó. Con hứa với quan, hứa với bà con, con sẽ gửi lại tất cả, không thiếu một lạng bạc nào. Chẳng qua là buổi tối đó con vô, con nghe được chuyện của hai người nói chuyện, xong rồi cái con nổi máu tham lên nên con mới lấy cắp. Xin quan tha tội cho con đi quan. Quan ơi, con xin quan, con là đàn bà ngu muội, con biết con sai rồi. Một phút nông nổi mà con nghe lời sằng bậy của tên xã trưởng này, quan ơi quan tha mạng cho con nha quan. Chồng ơi, em biết lỗi của em rồi, em ngu muội quá chồng. Chồng tha lỗi cho em nha chồng. Bà con ơi, bà con tha tội cho tôi nha bà con. Bà con ơi. Vụ án đến đây coi như kết thúc. Lính đâu? Dạ. Cầm cổ hai tên này, đưa về quyển đường, chờ xét xử sau. Ta đến đây chơi với ngài từ sáng tới giờ. Sao ngài không hỏi ta vì sao lại đến đây? Lê Công tôi đã từ quan dọn đến nơi này. Tuy là rừng sâu suối vắng nhưng lại rất bình yên, tránh xa được chốn phồn hoa đô hội. Quan Tư Đồ à, ngài có rảnh rỗi xin mời đến đây đánh cờ với tôi. Còn những chuyện khác xin ngài đừng bàn với tôi nữa. Triều đình đã đến thời suy vong, những người tài giỏi một phần không được trọng dụng, một phần bị những kẻ xu nịnh ám hại nên đã tự quan về quê sống gần hết. Chỉ còn Tư Đồ ta vì lời hứa với tiên đế nên không thể ra đi. Bây giờ tôi đã là dân thường, an phận làm ruộng làm rẫy để sống an nhàn, không màng tới danh lợi phù du nữa. Nhưng chẳng lẽ hằng ngày ngài không nhìn thấy con dân lầm than, kỷ cương phép nước bị bỏ quên? Do nhà vua không màng chuyện triều chính, suốt ngày chỉ say sưa bên bọn cung tần mỹ nữ và những kẻ xu nịnh, triều đình bây giờ chỉ toàn là những kẻ cận thần bất tài. Vì vậy bây giờ cũng đã xế chiều rồi, ngài nên tranh thủ về cung cho sớm,
vì trời tối đường khó đi lắm. Chẳng lẽ ngài nhất định không vì ta mà quay trở lại hoàng cung hay sao? Triều đình đang rất cần những công thần như ngài đây mới có thể. Tôi đã từ quan, tôi lui về để sống thông dong an nhàn, không màng đến thời cuộc nữa. Đúng là nỗi lòng của bậc công thần, có chí mà bất lực. Ta xin phép được chào ngài. Quan Tư Đồ, ngài đi đường cẩn thận. Có chuyện gì vậy chú Út? Quan Tư Đồ đã đi về mất rồi. Sao lại về? Ông ta nói là ông ta sẽ ở lại đây dùng cơm chiều rồi sáng mai mới về mà. Ông ấy muốn trưởng huynh quay trở lại triều đình, vậy mà anh ấy một mực từ chối và đã đuổi ông ấy về mất rồi. Trưởng huynh đã phải từ bỏ mũ cao áo rộng, chắc hẳn là phải có nguyên do. Chú còn nhỏ, chưa hiểu hết cớ sự, không nên đâu. Chính vì em còn nhỏ cho em rất cần cơ hội để tiến thân. Tại sao trưởng huynh cứ ép em về nơi này sống? Chị có biết ngoài kia người ta nói về trưởng huynh như thế nào không? Người ta là ai? Người ta nói cái gì? Thì người ta nói tất cả những người ở đây biết á, biết anh Từ Quan trở về đây sống đều nói anh là một người gàn dở. Đường đường anh là một quan thượng thư lại từ bỏ hết tất cả, trở về đây sống như một loài cây cỏ vậy. Chuyện gì cũng có nguyên nho của nó. Hoàng thượng bây giờ không cần người tài, chỉ cần những người biết xua nịnh tân bốc. Nếu mà còn ở đó, cả nhà ta có thể chết mà không toàn mạng. Đó là do anh không thích thời thôi. Anh cứ cãi với vua để làm gì? Ý vua là ý trời, vua muốn cái gì thì anh cứ làm theo đi chứ, anh chống đối ra làm gì? Em đúng là trẻ người non dạ. Em quen sống nương nhờ sự vinh hiển của anh ở chốn triều đình, cho nên mới nghĩ như vậy. Lê Hậu à, anh là trưởng huynh, anh đã quyết thì em phải nghe theo, biết không? Trưởng huynh, nhưng mà triều đình đang loạn lạc. Chị Hai à, em hãy nên nghe theo lời trưởng huynh đi Lê Hậu à. Em đã khôn lớn rồi, chị hãy nói với trưởng huynh cho em tự quyết định cuộc đời của em đi. Chị không giúp được gì cho em đâu, chị cũng đã phải từ bỏ gấm vóc lụa là về đây để mặc áo thô hàng ngày đi rảy phụ cho trưởng huynh đó thôi. Nói với chị cũng như không. Ngồi đây một mình vậy? Ngọc Lan à, anh để anh thở cho. Anh mới trình rẫy về mà sao nhà em đâu hết rồi mà để em một mình gánh củi vậy? À, em phụ cha đem củi về cho mau. Nặng như vậy á, để anh gánh về nhà cho. Thôi, anh ở trong triều đình có kẻ hầu người hạ quen rồi, làm sao anh biết gánh mà phụ em. Anh đã về đây một năm rồi, chuyện nương rẫy anh phải biết chứ. À, mà nè. Dạ. Huynh trưởng của anh á không thích nhắc tới chuyện lúc trước, cho nên em đừng có nhắc chuyện lúc trước anh kể cho em trước mặt huynh trưởng nha. Dạ. Ủa, cái trái gì vậy? Ê, ê, coi chừng, cây đâm chảy máu á. Cái trái này là trái gì mà sẽ hình thù nó xù xì xấu xí vậy? Anh chưa gặp bao giờ. Ừ, em cũng không biết tên nó nữa, nhưng mà nó ăn ngon lắm nha anh. Anh muốn ăn thử không? Cái trái này ăn được hả? Ăn được chứ. Đây nè, nó vừa chín tới luôn á. Để em tách ra cho anh ăn thử nha. Ừ. Anh không nghĩ là cái trái xấu xí này là ăn được đó. Để anh phụ em cho. Dạ. Coi chừng, coi chừng ra đâm. À, anh lấy cục đá đập vô. Đập đây hả? Rồi, rồi từ từ. Ồ, từ từ. Ừ. Lạ quá.
Bên ngoài thì nhìn gai góc như vậy, nhưng bên trong lại có một màu vàng ươm rất đẹp. Nè, anh ăn thử đi anh, anh còn thấy bất ngờ hơn nữa đó. Nhìn bên ngoài thì xấu xí như vậy, nhưng bên trong thì lại có một mùi rất là thơm, thơm nức mũi luôn đó. Ngon quá. Nhìn nó như vậy á, mà ăn thì rất ngọt, thơm và béo vô cùng. Anh thấy em nói có đúng không? Em nói đúng. Từ nhỏ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh ăn một loại trái cây mà ngon như vậy đó. Em, cái cây này mọc ở đâu vậy? Đây nè, đó, ngay bìa rừng đó anh. Em cũng mới biết trái nó đây thôi à. Đi ngang thấy lạ nên em hái ăn thử. Thấy ngon quá nên hôm nay định hái về nhà. Ai ngờ thì nửa đường gặp anh đó. Đúng là ngon thiệt. Nhìn bên ngoài á thì nó rất xấu xí, xù xì, thì gai tua tủa nữa. Nhưng bên trong á thì ăn rất ngon. Rất béo. Nhà vua là một người thích cổ lạ. Vậy là ta đã có cơ hội để tiến thân rồi. Anh, anh ngồi, anh nghĩ cái gì mà anh cười một mình vậy? Đâu có gì đâu. Tại anh thấy loại trái cây này lạ cho nên anh cũng thắc mắc thôi. Mà nãy em nói là cái cây này mọc ở đâu vậy? Đây nè, đó, anh thấy cái bìa rừng đó không? Nó mọc ngay đó đó. À, mà nó đang tới mùa có trái đó anh. Ủa mà anh định tới coi hả? Không, anh đã thấy rồi. Để anh gánh củi về phụ em nha. Dạ. Đây. Đây. Cái chân anh. Không được. Cha mẹ mất sớm, anh thai song thân, nuôi dưỡng, bảo bọc các em. Tất cả mọi người đã lập gia thất, chỉ còn mình em là Út. Em có biết anh lo cho em như thế nào không? Anh lo cho em à? Anh lo cho em mà anh không cho em cơ hội để tiến thân. Huynh trưởng à, em đã quen cuộc sống trong kinh thành rồi, về nơi này sống bị tù túng, bức bối, em khó chịu lắm huynh trưởng. Em có biết đất nước bây giờ đang bị suy đồi, dù quan chỉ nghĩ đến bản thân, không lo đến việc triều chính, kỷ cương phép nước đã bị bỏ quên, dân tình thì oán thán. Anh đã từng quyền cao chức trọng mà còn từ bỏ về đây làm dân thường, em không thấy hay sao mà còn đòi chui vào nơi đó? Nhưng em có chí hướng khác anh. Huynh trưởng à, em đã ngoài 20 tuổi rồi, huynh hãy để cho em tự quyết định con đường của em đi. Không, anh nói em không được đi. Trong triều đình thiếu gì món ngon vật lạ, cớ gì mà phải đối hoài đến cái trái lạ kia. Nhưng đây là chuyện riêng của em, em không muốn bị mai một ở nơi này. Đây là một cơ hội ngàn vàng để em có thể tiến thân với nhà vua. Anh nói không được là không được. Nơi đó rất là nguy hiểm bởi lòng người gian trá. Anh cấm em không được tơ tưởng nói chuyện đó nữa. Nàng thấy chú ở đâu không? Không, sáng giờ thiếp không thấy. Bộ có chuyện gì hả cha? Chết rồi, chú Út gặp nguy hiểm rồi nàng ơi. Hả? Để ta đi kiếm chú Út. Dừng lại, nhà ngươi đi đâu đây? Dạ, xin các anh hãy cho tôi gặp hoàng thượng. Có chuyện gì vậy? Dạ bẩm, tôi có một cống phẩm đặc biệt muốn dâng cho hoàng thượng. Cống phẩm đặc biệt muốn dâng hoàng thượng à? Thôi được, ngươi hãy đi theo ta. Dạ. Ai khan? Ah, 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 ah.
tới hoàng thượng, có người đem cống phẩm đặc biệt muốn dâng lên hoàng thượng. Cái gì? Có người mang cống phẩm đặc biệt muốn dâng lên cho ta? Dân. Cho hắn vào. Hoàng thượng. Hạ thần xin tham kiến hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, đây là một loại trái cây lạ mà thần vừa tìm được ở trong rừng. Nay xin kính dâng cho hoàng thượng để hoàng thượng thưởng thức với tất cả tấm lòng của thần. Được lắm, được lắm. Hãy đem trái cây lạ đó vô cho ta xem. Hả? Trái cây lạ hả? Ta tao không có lấy trái cây thấy cục gì vàng khè. Dạ, để thần. Dạ, thưa hoàng thượng. Trái cây gì lạ quá vậy? Lần đầu tiên ta mới gặp, sao xấu xí dữ vậy? Dạ, bẩm hoàng thượng, loại trái cây này á mọc ở quê nhà của hạ thần. Tuy nhìn bề ngoài nó xấu xí như vậy, nhưng bên trong ruột thơm ngon vô cùng, thưa hoàng thượng. Vậy sao? Thì vậy, bỏ trái cây lạ này cho ta xem. Dạ thưa. Khoan, bệ hạ ơi, coi chừng, để thần thiếp coi trước cái đã. Ừ. Thì vậy, hãy cho người đẹp của ta xem trước. À, trời ơi, cái trái cây gì mà xù xì gớm ghiếc, có cái nhọn nữa. Bù lùi ra đi, coi chừng á, đâm vào tay ta. Hoàng thượng, Dương Phi, coi chừng ám khí. Hả, ám khí? Hoàng thượng ơi, mùi nó kinh khủng khiếp lắm. Các cận thần, đến xem đi, coi ta nói đúng không nè. Dạ, Dương Phi. Dạ, dạ, dạ thưa hoàng thượng. Trái cây gì đâu mà nhìn mất hồn à. Hoàng thượng, tên này có ý đồ muốn hại hoàng thượng đó. Chắc chắn là hắn có ý đồ hại hoàng thượng rồi. Chứ có trái cây quý gì đâu. Hoàng thượng, chắc sợ quá à. Tên này to gan, dám làm Dương Phi sợ. Hoàng thượng à, Dương Phi lo lắng cho hoàng thượng đó hoàng thượng. Tên kia, ở đâu vô đây, tính ám hại ta hả? Dạ thưa hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy ra lệnh bổ loại trái cây này ra, con không dám gạt ngài đâu ạ. Không được, ta đã nói trái cây này gớm ghiếc, bổ ra làm gì? Ngươi còn dám cãi lời ta hay sao? Hoàng thượng, hắn dám cãi ý thiếp kìa hoàng thượng. Tên này to gan, dám cãi lời của Dương Phi. Hoàng thượng à, hoàng thượng hãy nhìn hắn đi, râu hùm hàm én mài ngài, mặt xanh như chuối, có ý đồ xấu xa đó hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng tên này nói láo, dám cãi lời Dương Phi đó hoàng thượng. Ai dám làm người đẹp của ta buồn, ta chém bỏ. Thì vậy đâu, lôi tên này chém đầu. Dạ muôn tâu hoàng thượng, con dám gạt ngài đâu. Xin ngài hãy bổ loại trái cây này ra đi ạ. Con dám không dám gạt ngài đâu. Khoan hả? Thì vậy, lôi ra ngoài chém con. Hoàng thượng à, xin hoàng thượng minh xét. Xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, hoàng thượng à. Ai mà đụng tới người đẹp của ta là người đã khó sống. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh. Tôi có chuyện gấp cần bẩm báo hoàng thượng. Xin ngài cho tôi vô đi, chuyện gấp lắm. Xin, tôi xin ngài mà. Ngươi muốn gì? Dạ, bẩm quan lớn, tôi có chuyện rất gấp, cần gặp hoàng thượng để bẩm báo. Hoàng thượng chưa thức giấc, không ai được làm phiền. Nhưng chuyện gấp lắm, xin ngài, tôi xin ngài mà. Lê Công, quan tư đồ, tôi có chuyện gấp cần bẩm báo hoàng thượng. Ta thật có lỗi với ngài, tất cả đã quá muộn màng. Hoàng thượng đã ra lệnh. Quan tư đồ, ngài nói vậy là sao? Em trai của ngài. Em tôi sao hả ngài?
Hoàng thượng đã hạ lệnh giết người trong cơn say khi chưa rõ chân tướng. Thật là đáng sợ. Hoàng thượng! Cấp báo! Người cứ nói. Muôn tàu hoàng thượng, giặc ngoại bang bắt đầu xâm lấn. Hoàng thượng, giặc ngoại bang dạ. bắt đầu xâm lấn. Các khanh, các cận thần đâu? Ai là người cầm quân đi dẹp giặc? Muôn tâu hoàng thượng, việc cầm quân hạ thần chưa từng làm, nên hạ thần không dám nhận. Khanh, khanh hèn nhát lắm. Còn qua các quan khác đâu? Các quan dân, quan võ đâu? Hả? Bẩm hoàng thượng, tất cả các công thần đều nói rằng họ tuổi cao, sức yếu, không giúp gì được cho hoàng thượng, nên đã cáo bệnh từ quan hết rồi ạ. Tại sao? Tại sao ta không biết gì hết? Dạ, tất cả đều đã được hoàng thượng chuẩn ý. Chắc tại người không nhớ đó thôi ạ. Ta không nhớ gì hết. Dạo này chắc ta uống rượu nhiều quá nên đầu óc ta nó mụ mẫn. Ta có chuẩn ý như vậy à? Dạ có. Bây giờ sao? Giặc ngoại bang đang xâm lấn. Bây giờ ta phải làm sao? Hả? Giặc ngoại bang đang xâm lấn. Bây giờ ta phải làm sao? Dạ muôn tâu hoàng thượng. Ngươi có cao kiến gì? Dạ thần không biết. Cho ngươi lui. Đa tạ. Hả? Giặc ngoại bang đang xâm lấn. Giờ các ngươi nói đi. Ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng thượng không xét tội thì thần mới dám nói à. Khanh cứ nói. Đất nước đang suy vong, nhưng lòng người lại ly tán. Kẻ có chí thì lại bất lực. Hiện giờ cần người tài cầm quân chống giặc ngoại xâm lại chưa có. Nên thần nghĩ là chỉ còn có một cách. Cách gì? Dạ, hoàng thượng nên tránh mặt thời gian để tìm thời cơ mà đối phó. Hoàng thượng ơi, như vậy người ta gọi là chạy giặc đó hoàng thượng. Không, ta không chạy giặc, ta tránh mặt mà thôi. Dạ. Hoàng thượng ơi, cố gắng lên. Quan tư đồ, tìm chỗ cho hoàng thượng nghỉ chân đi. Hoàng thượng mệt lắm rồi nè. Hoàng thượng có chừng khúc cây đây nó chĩa lên. Bẩm hoàng thượng, nơi đây mát mẻ, xin hoàng thượng hãy tạm dừng chân nghỉ chốc lát cho lại sức. Ngồi xuống hoàng thượng. Nước đâu? Hoàng thượng, xin hoàng thượng thấm dần. Các khanh, ta đói quá. Các khanh còn cái gì cho ta lót lòng không? Dạ. Quan tư đồ ơi, kiếm cái gì cho hoàng thượng ăn đi, hoàng thượng đói lả người rồi nè. Dạ, bẩm hoàng thượng, do chúng ta đã phải băng rừng trong suốt mấy ngày qua nên lương thực mang theo đã không còn nữa. Trời đất ơi. Dạ, thưa hoàng thượng, để thần sai thị vệ vào nhà dân để xem thử có thể tìm được thức ăn gì hay không. Xin hoàng thượng gắng chờ trong giây lát. Khanh làm gì thì làm nhanh lên đi. Ta dạ. đói lắm. Dạ. Nghe lấy quan tư đồ ơi, hoàng thượng đói lả người rồi đấy nè. Nhanh lên. Hoàng thượng đợi chút xíu nha hoàng thượng, sẽ có đồ ăn cho hoàng thượng liền. Ta đã bỏ hoàng cung đi khá lâu rồi, không biết tình hình nơi đó giờ ra sao. Chẳng lẽ cơ đồ này sụp đổ trong tay ta sao? Tư đồ ơi, tư đồ! Hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng nặng lòng. Nay hoàng thượng đã thay đổi, đã đuổi hết tất cả bọn quan su nịnh và đã mở cửa chiêu dụ hiện tại. Thần tin rằng chỉ trong một thời gian, khi hoàng thượng đã lấy được lòng dân, chắc chắn chúng ta sẽ đánh tan được quân xâm lược. Dạ, hoàng thượng cứ yên tâm. Dạ,
tâu hoàng thượng, nơi đây quan vắng, vắng bóng người. Thần chỉ gặp được có ông lão có một loại trái cây lạ, xin dân người lót dạ. Trái cây lạ hả? Đưa đây cho ta. Hoàng thượng, trái cây lạ, anh vô cô chừng mang quả đó hoàng thượng. Dạ thưa, nơi này hẻo lánh, chỉ có trái cây này, tuy bề ngoài xấu xí, nhưng mà ăn hương vị rất ngon. Đây là vật quý mà trời đã ban cho dân làng chúng tôi ăn để lót lòng. Quan Tư Đồ, dạ, ta ăn được không? Mời hoàng thượng dùng. Hoàng thượng, ta ăn được không? Hoàng thượng, hãy để thần. À, trời ơi, hoàng thượng ơi, trời ơi, cái trái cây đâu mà thấy ghê quá à. Ở ngoài gai không mà, trời ơi, thần chảy máu rồi nè. Trời ơi. Thầy giám. Dạ. Kính thưa hoàng thượng yên tâm, trái cây này dân làng và hạ thần đã ăn rồi không sao hết. Xin hoàng thượng cứ dùng. Thầy giám, ta ăn được không? Dạ, dạ thần nghĩ là chắc ăn được đó. Tại vì nếu mà ăn không được á thì ông già này ông chết lâu rồi. Đưa đây cho ta. Trời ơi, hoàng thượng ơi, cái trái gì đâu mà nó túi quá nè. Cái trái nào mà nó ngọt ngọt, nó bùi bùi, nó thơm thơm, nó béo béo như cái trái này. Ta thấy cái trái này quen quen. Dạ. Hình như ta gặp nó ở đâu rồi thì phải. Ta gặp nó ở đâu rồi đúng không? Thưa hoàng thượng, loại trái cây lạ này, ngày xưa có một chàng thanh niên đã từng dâng cho người ăn thử. Nhưng mà muôn tâu hoàng thượng, đây là một loại trái cây lạ mà thần vừa tìm được ở trong rừng. Nay xin kính dâng cho hoàng thượng để hoàng thượng thưởng thức với tất cả tấm lòng của thần. À, trời ơi, cái trái cây gì mà xù xì gớm ghiếc, cũng cái nhọn nữa. Dạ thưa hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy ra lệnh bổ loại trái cây này ra. Con không dám gạt ngài đâu à. Thì vậy đâu, lôi tên này kiếm đầu. Xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng ơi, xin hoàng thượng minh xét. Hoàng cho quả thần lắm, hoàng cho hạ thần lắm. Hoàng thượng à, hoàng thượng, hoàng thượng ơi. Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng đã xử oan người vô tội rồi à. Ta nhớ rồi, ta nhớ về quan Tư Đồ ơi, ta nhớ rồi. Vậy là ta xử quen người vô tội rồi. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Ta thật có lỗi với Lê Công. Chỉ vì khuyên can ta đừng có ham mê tửu sắc, phải lo chiều chinh mà không được, nên đã từ quan về nơi hẻo lánh mà sinh sống. Vậy mà ta còn hãy khánh thêm một lần nữa là giết quan em trai của khánh. Ta thật là hối hận. Chuyện cũng đã dở lỡ rồi, xin bệ hạ cũng nên nguôi ngoai đi. Ta đích thân đến đây là xin lỗi Lê Công. Ta cũng giống như là người bệnh trải qua cơn mê dài nên đã tỉnh ngộ. Ta mong Lê Công á, vì sự bất biến mà bỏ qua chuyện cũ, đồng lòng cùng ta dẹp loạn và chấn chỉnh lại triều đình. Thưa bệ hạ, thần xin tuân lệnh. Quan Lê Công đã nguôi ngoai chuyện xưa, càng nóng lòng trước quốc biến nguy nan nên đã bỏ qua chuyện cũ, đồng lòng cùng vua dẹp loạn, chấn chỉnh lại triều đình.
Từ đó vua không còn ham mê tủ sắc mà chăm lo triều chính. Và vua cho người đem loại trái lạ về trồng ở cung vua, giống như một lời nhắc nhở mình. Vua đặt tên là Sầu Riêng. Tổng cộng hôm nay có tất cả là 10 vụ. Quan muốn xử vụ nào trước à? Sao lạ vậy? Sao lại là ta muốn? Sao không theo trình tự mà làm? Dạ bẩm, các đời quan trước, vụ nào xử trước là quan tự lựa chọn. Làm như vậy dân không phản ứng gì sao? Có biết đâu mà dám phản ứng thưa quan. Mình xử cho nó là nó mừng chết cha rồi. Ông nội nó cũng không dám hó hé gì, chứ đừng có nói là phản ứng. Vậy mới bao nhiêu vụ bị ngâm từ năm này sang năm khác. Từ nay không được tùy tiện nữa. Ai tới trước thì xử trước, theo thứ tự cho ta. Dạ. Nghe ta dặn nè, không được kêu dân là nó, nghe chưa? Dạ. Vụ đầu tiên là gì? Dạ, vụ đầu tiên là vụ mất trâu. Bị hại tố hàng xóm qua tận chuồng dắt trâu về nhà hàng xóm. Qua tận chuồng dắt trâu à? Có dấu tích gì không? Dạ có thưa quan. Được. Vậy nhà đó ở đâu? Ta muốn xuống đó xem xét. Hả? Xuống? Ừ. Quan muốn xuống tới nhà nó. Trời ơi quan ơi, có con trâu thôi à, có gì to tát đâu. Xuống làm chi cho mất công thưa quan. Không xuống dưới xem xét thì làm sao biết được dấu tích để lại. Tuy rằng chỉ có con trâu, nhưng đó là cả gia sản của người ta. Ngươi làm ở công đường này bao lâu rồi mà sao ăn nói khinh suất như vậy? Dạ bình thường mà quan. Mấy đời quan trước á, có kiện phải không? Thằng nào chi nhiều thằng đó thắng, khỏi cãi chi cho nó mệt. Hèn chi dân chúng mất hết lòng tin ở chốn công đường. Đi. Dạ để con chuẩn bị kiệu. Nè. Dạ. Tại sao phải chuẩn bị kiệu? Ta tự đi được rồi. Trời ơi, lính nhân phòng mà bắt đi ra nắng, khổ rồi. Hèn chi ông này nổi tiếng liêm khiết, từ ngày ông về đây nhậm chức sướng đâu không thấy, trước mắt là thấy khổ rồi. Bán hết cái đám đầu bắp này, mình đã có tiền đổi gạo rồi. Tưởng cái đợt sâu bệnh vừa rồi là tiêu hết rồi chứ, tính ra thì ông trời cũng thương mình thiệt. Tại sao vậy? Con sợ quan luôn á. Sao? Có cái dấu chân trâu, thằng trộm nó chùi không hết. Vậy mà quan cũng tìm ra được thủ phạm. Con bái phục quan luôn á. Ngươi thấy chưa? Không xuống hiện trường, cứ ngồi mát ở chốn công đường hoài, làm sao ra chuyện? Mình hưởng bổng lộc của triều đình là để làm việc, chẳng những vậy mà còn phải giữ tác phong đạo đức nữa. Dạ. Ta nhìn ngươi kiểu này là ăn uống vô độ nè. Từ nay phải bớt la cà tụ tập nhậu nhẹt nghe chưa? Dạ bẩm, để con từ từ chứ quan. Chứ mà bỏ luôn một cái á, thế nào nó cũng bị sốc. Trời ơi, tôi có làm nổi cái gì đâu mà sao ai phá tôi vậy? Hình như có ai đang ngồi khóc ở ngoài ruộng. Ra ngoài đó coi sao. Mình lội ra đó luôn hả quan? Chờ sao? Đi. Gia đình con khổ quá mà. Gia đình con có mỗi cái ruộng này thôi à. Tại sao đối xử ác với tôi như vậy chứ? Trời ơi, mệt quá quan ơi. Ông trời ơi, sao đối xử với con như vậy ông trời? Anh kia, có chuyện gì mà ngồi đây khóc bù lu vậy? Có người phá ruộng của ngươi phải không?
Ông là ai vậy? Nghi lễ đi. Quan lớn mới được bầu về để nhậm chức hạt này. Có chuyện gì á? Nói đi, quan xử cho. Dạ bẩm quan, con không biết nên thất lễ, mong quan tha lỗi cho con. Không sao, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Quan cũng thấy rồi đó, công lao con dung dáng cực khổ bao nhiêu lâu, tới ngày bán được đổi gạo cho con thì bị phá tanh bành. Quan ơi, quan minh xét giùm con đi quan. Nè nè nè, đừng có làm vậy, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên. Ngươi có nghi ai không? Thường ngày ngươi có thù oán gì với những ai? Dạ chỉ có ông Lân ở cạnh nhà con. Mấy hôm trước ổng cho trâu qua phá ruộng của con, con có nhắc ổng vậy thôi. Không lẽ ổng trả thù con như vậy? Mà chắc không phải đâu. Thôi được rồi. Lính. Dạ. Ngươi báo chức dịch trong làng, phụ ngươi thu hồi tất cả các thuẫn ở trong xóm. Không được bỏ sót cây nào. Thuẫn hả quan? Để làm gì vậy quan? Làm đi rồi khắc biết. Nhớ thu hết từng nhà, thuẫn của nhà nào thì ghi tên nhà đó, gom hết về công đường. Bây giờ ta đi xem xét vụ trâu xong về ta tính. Dạ bẩm quan. Dạ con đòi ơn quan. Cứ yên tâm, ta sẽ xem xét vụ của ngươi. Ngươi cứ ở đây, khi nào xong việc ta sẽ cho người báo ngươi. Dạ bẩm quan, các cuốc thuẫn của các hộ trong làng đã được đem về đây cả thưa quan. Giữ lấy ba cây thuẫn này, còn số còn lại trả cho người ta đi làm đồng. Dạ. Nhưng mà giữ lại ba cái này làm gì thưa quan? Từ từ rồi sẽ biết. Ê, dạ dạ thưa quan, quan làm cái gì vậy quan? Dạ thưa quan, giờ lắm đó quan. Người liếm thử coi. Con liếm thử. Lỡ nó cuốc vô phân bò hay là phân gì thì người cứ liếm thử đi mà, không có chết đâu mà sợ. Dạ. Thấy sao? Trời ơi, phân gì mà nó đắng quá trời. Ý con nói là cái gì mà nó đắng quá quan ơi. Ngươi cũng thấy đắng phải không? Dạ. Bây giờ ngươi chạy ra ruộng của nhà giáp, bẻ ít thân và gốc cây giả nát rồi dắt ra nước cho ta. Chi vậy quan? Ta biểu làm cứ làm đi, hơi hoài. Nè, nhớ là phải giả nát rồi dắt thành nước đem về đây cho ta nghe chưa? Dạ. Dạ bẩm quan, xin tố rau bị dập. Đưa cho ta. Dạ. Người liếm thử đi, hay lắm đó. Dạ. Làm sao, con ngon không? Đắng, đắng quá quan ơi. Nhưng mà sao cái đắng này nó rất là giống cái đắng. Bây giờ thì hiểu chưa?
Cái đắng này nó rất là giống cái đắng trên lưỡi thuận. Có nghĩa là cái thuận đó chính là hung khí phá nát đám ruộng của anh Giáp. Người cùng sáng dạ đó chứ. Bởi vậy á, ở cái cung đường này nè, con làm biết bao nhiêu năm, không ai nhìn ra cái thực tài của con hết. Chỉ có Quang mới nhìn ra được cái năng lực của con. Dạ, con đa tạ Quang. Chỉ cần ngươi chịu khó xài cái não mình chút xíu, ngươi sẽ hiểu ra nhiều chuyện. Bây giờ coi cái thuẫn này ghi tên ai vậy? Dạ. Dạ Lân. Dạ tên là Lân Quang. À, hình như bữa đó tên Giáp có nói vũ tên Lân và tên Giáp cãi cọ gì đó thưa quan. Bây giờ thì ngươi hiểu thêm nhiều chuyện rồi đó. Qua bên đó hộ tống tên Lân về đây cho ta. Dạ bẩm quan, chẳng hay đồn nhà Giáp bị phá mà quan cho đòi con lên chi vậy? Ngươi không biết thiệt sao? Dạ. Ta nghĩ là ngươi biết mà. Chẳng những vậy mà ta còn biết là ngươi biết rất rõ nữa kìa. Dạ, con không biết cái gì hết á. Suốt ngày con ở ngoài ruộng không hả? Ngươi không chỉ biết ai phá ruộng nhà Giáp mà còn biết rõ động cơ phạm tội là gì. Ngươi nghĩ coi, ngươi có quá đáng không? Trâu của ngươi qua nhà người ta phá ruộng người ta, người ta chỉ nhắc nhở thôi, ngươi không nhốt trâu lại, vậy mà ngươi đem lòng thù oán, nửa đêm qua ruộng người ta phá hết ruộng người ta là sao? Quan nói vậy là không căn cứ gì hết đó. Quan đang vu oan cho con đó. Vu oan phải không? Không căn cứ chứ gì. Dạ. Coi ra ngươi rất ung dung vì đã cẩn thận xóa hết mọi dấu vết. Nói chuyện với ngươi, một người kính kẻ như ngươi mà không có bằng có chứng, ngươi bẻ lại một cái thì sao? Linh. Dạ. Đây, các ngươi hãy liếm thử lưỡi thuẫn này đi. Liếm đi. Giờ lắm không có liếm đâu. Liếm đi. Rồi sau đó hãy uống thử cái nước ép. Nước ép này là rau của nhà tên Giáp. Ngươi uống vào rồi suy nghĩ coi có nghĩ được điều gì hay không. Dạ bẩm quan, cái thuẫn này nó có vị đắng của rau, còn chén nước kia con khỏi thử cũng biết, rau của con trồng mà. Vậy là sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Sao, ngươi còn chối nữa không? Dạ. Ai biểu hắn làm đàn em của con mà làm con mất mặt chi? Ngươi đúng là quá đáng. Lẽ ra ngươi chỉ cần đền bù toàn bộ chi phí ruộng rau theo thời giá thôi, nhưng bây giờ ta muốn ngươi phải đền gấp đôi số đó cho chừa cái tội ngấm ngầm hãm hại người khác. Sao, ngươi có tâm phục khẩu phục hay không? Dạ quan. Vậy thì gấp 3 lần. Dạ quan. Vậy thì 4 lần. Dạ. Vậy gấp 5 lần nha. Dạ quan. Dạ, đội quan lớn anh Minh, cho con cảm ơn ngài. Con cảm ơn ngài. Con cảm ơn ngài. Bán cho tôi ít dầu đi. Mấy anh bình tĩnh, từ từ thôi. Bây giờ dầu khan hiếm lắm, cho nên mấy anh muốn mua dầu á phải xếp hàng giùm tôi. Thôi vậy cậu bán cho tôi trước đi. Dạ đây, dạ của cô. Tiền nè. Cảm ơn cô. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, giúp đỡ cho kẻ đuôi mù xong qua ngày đi ông bà ơi. Trời ơi, ông muốn xin á thì ông ra chợ mà xin, chứ đây vắng lắm. Thì hai ba người cũng vui rồi mà cậu, cho vài cắt xong qua ngày đi cậu ơi. Sáng giờ tôi chưa có buôn bán được gì hết, với lại buôn bán cũng cực khổ lắm mà. Thôi đi chỗ khác xin đi. Cho tôi vài cắt xong qua ngày đi mấy anh mấy cậu ơi. Dạ của anh. Tôi cảm ơn.
Anh có thấy túi tiền của tôi đâu không? Anh này nữa có thấy không? Tụi này đứng trước mặt anh nãy giờ, làm gì anh thấy hết. Đừng có nghĩ bậy nha. Vậy chứ túi tiền tôi đâu? Lão mù, chắc là lão mù rồi. Giảm lắm. Nãy giờ chỉ có một mình lão quanh quẩn ở đây, rượt theo thử coi lão chưa có đi xa được đâu. Đúng rồi. Thôi vậy thôi, hay anh nói giùm tôi gánh dầu nha. Tôi đi nha. Đi. Vô mảnh nha. Trời, sao nặng dữ vậy ta? Có được nhiều không nha? Trời ơi, xài gì hết trời. Chắc nghỉ ăn xin 3 tháng luôn quá. Phi tạc cái này thôi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, giúp đỡ cho kẻ mù lò đi ông bà ơi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Cái gì vậy? Ông mù. Trời. Ai vậy? Hả? Bịch tiền của tôi đâu? Trả lại cho tôi. Ủa, tiền gì? Ủa, mà cậu là ai? Ông, ông đừng có giấu nha. Túi tiền của ông á, là của tôi á, là ông lấy nè. Bây giờ, trả lại cho tôi. Nè, cậu ơi, tôi biết cậu là ai. Tôi biết tiền của cậu để đâu, mà tôi đuôi mù vậy, tôi lấy đường đâu mà tôi lấy. Ông còn chối nữa hả? Lúc nãy là ông lỡn quẩn quanh cái cánh dầu của tôi đó. Có không? Sao đổ thừa cho ông vậy? Ông mù thấy đường đâu lấy. Ừ đúng rồi. Ủa mà anh bán dầu đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, tôi đuôi mù vậy, tôi có biết ai bán cái gì, mà tiền của cậu để đâu? Bao nhiêu tiền tôi có biết ở đâu mà tôi thấy nó tròn he méo gì mà tôi lấy. Bây giờ khỏi nói nhiều nữa, ông mở cái vỏ ông ra đi. Ừ, mở đi. Mở thì mở. Nè coi đi. Nè bà con coi đi. Ủa cái gì vậy? Của tôi vậy? Thấy chưa? Sao tự nhiên lấy tiền của tôi vậy? Anh này lạ ghê á. Tiền trong túi người ta nó của mình à, nói thì phải có bằng chứng chứ. Đúng rồi, người ta đã mù rồi còn đổ thừa, còn đổ quan cho người ta nữa. Thôi chuyện nhầm lẫn tôi bỏ qua cho cậu á. Thôi mạnh ai nói gì làm ăn đi hen. Thôi tôi đi nghe. Đâu có được. Cái này á là tiền mồ hôi nước mắt của tôi phải đòi lại. Bây giờ á muốn biết có phải là người ngay không á, cứ lên quan đi rồi giải quyết. Bây giờ cậu dứt khoát muốn lên quan phải không? Ừ, lên thì lên. Vậy ngươi nói người này ăn cắp tiền của ngươi, ngươi có bằng chứng gì không? Dạ bẩm không, nhưng mà lúc con mất tiền á thì chỉ có mình ông này nè lảng vảng quanh cánh dầu của con à. Ổng vừa đi á là túi tiền của con cũng mất luôn. Dạ bẩm thưa quan, con đã nói rồi, thân con mù lòa, con làm lũi ăn xin từng đồng từng cắt để kiếm sống, đường con không thấy mà đi nữa, chứ có đâu mà con thấy được tiền của nó mà con lấy. Nó coi thường con, du qua giới hoạn cho con, mần nhục con giữa đường giữa làng quan. Con nó cho nó khám cái vỏ rồi mà nó vẫn không tin, rồi nó kêu đòi lên quan gặp quan. Dạ quan chửi giùm con quan ơi. Từ chỗ bán dầu đến chỗ anh này đuổi kịp ngươi là bao xa? Dạ thưa quan, 1 dặm. Bao lâu sau khi phát hiện bị mất tiền thì ngươi đuổi theo? Dạ từ lúc mà phát hiện mất tiền á là con lập tức con gửi cánh dầu rồi con chạy dí theo. Vậy mà mất một lúc sau con mới đuổi kịp ổng á. Ngươi có đem tiền đó phải không? Quan hỏi ông kìa. Quan hỏi ông á, ông với tiền của tôi chứ bộ. Dạ quan hỏi ai quan? Tình mụ ngươi đó. Dạ có. Dạ thưa quan, tiền của con á là con tự con ăn xin, con tích góp được chứ không phải là tiền của nó đâu nghe quan. Ngồi trả lại cho con nghe quan, gì lấy hết trượng đồng nào hết trơn vậy? Lấy cho ta thau nước. Dạ. Bỏ hết số tiền đó vô cho ta. Dạ. Dạ bẩm quan, ván dầu nổi đầy mặt nước. Cho bọn họ coi. Dạ. Ơi, đúng rồi, tiền này dầu không nè, tiền này là tiền của con đó quan.
Ủa sao giàu không vậy quan? Tiền của tôi có chín dầu nè. Ông đừng có vô duyên quá nha. Ông làm như có mình ông là tiền của ông chín dầu vậy. Tiền của mấy người bán dầu cho tôi rồi sao? Dạ, dạ bấm quan. Tiền chín dầu là chuyện bình thường mà quan. Còn chối nữa à? Ăn cắp là một tội. Chưa hết đâu, ngươi còn một tội nữa. Dạ ơn cho con với quan ơi, con tội gì quan? Từ chỗ người này đến chỗ bán dầu cách hơn một dặm, người sáng mắt còn phải chạy một hơi. Ngươi mù, tại sao lại đi nhanh như vậy? Dạ tại... Chưa hết đâu, hồi nãy tao biểu ngươi ngó vô cái thao, ngươi theo bản năng, ngươi ngó vô. Ngươi giả mù hả? Ngươi chưa lành nghề lắm đâu. Dạ con mù thiệt mà quan. Chưa chịu nhận tội, hãy đợi tao đánh cho mấy hèo. Linh, dạ. Đánh cho hắn mấy hèo. Nằm xuống. Dạ. Má ơi, ui da, quan ơi đau quá, quan ơi, ui da quan ơi, quan ơi chết con, quan ơi, ui da. Có chịu nhận tội không? Ui da quan ơi đau quá, quan ơi con nhận tội. Dừng tay. Mong quan tha tội, con biết lỗi con rồi, con không có mù. Vậy thì tiền bạc trả lại cho khổ chủ. Dạ. Còn ngươi, từ nay phải lo làm ăn đàng hoàng, không được giả mù đi xin xỏ, đi ăn cắp giặt. Dạ. Lần này ta tha cho đó. Dạ. Còn lần sau mà tái phạm, ta sẽ phạt nặng. Dạ quan ơi, cho con có ý kiến. Chuyện gì? Dạ, trước khi con lấy tiền của thằng bán dầu, con có xin trước được 2 hào á quan. Cho con xin rút lại 2 hào nghe quan. Thôi được, ngươi mất bao nhiêu tiền thì lấy lại bấy nhiêu, còn lại thì trả cho hắn. Dạ, dạ đội ơn quan. Này, tiền của tôi nè, lấy lộn rồi sao? Dạ thưa quan, con gì à? Dạ con đội ơn quan. Dạ quan thiệt là anh minh sáng suốt, xử án nhanh lẹ, con đội ơn quan nhiều lắm. Dạ thưa quan con về. Dạ bẩm quan, cho con có ý kiến. Còn chuyện gì nữa? Con quên cây gậy. Dạ thưa quan, con gì à? Công nhận quan xét xử y như là thần vậy đó, con bắt đầu ngưỡng mộ quan rồi đó. Chưa hết đâu, ai ở trước công đường đánh trống kêu quan vậy? Ngươi ra coi thử coi. Dạ. Bẩm quan, quan cứu con quan ơi, con mất hết rồi quan ơi, con tan gia bại sản rồi quan ơi, con không muốn sống nữa, con muốn chết quan ơi. Đến đi, đây là công đường chứ không phải cái đám tang mà người khóc lóc ỉ ôi như vậy. Con xin lỗi, tại con mất hết rồi, con tan gia bại sản rồi. Đến. Được rồi, có chuyện gì ngươi cứ kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Dạ con là Tuấn ở làng Hồi Xá. Câu chuyện đầu đuôi là như vậy. Con đi buôn giấy, hôm đó mệt quá, con vô quán trọ nghỉ chân. Dạ, chào ba. Ở đây có bán cơm không ba? Con đói bụng quá, con đi đường xa, nếu mà con không ăn chắc con chịu không nổi. Ở đây chỉ có bán cơm nóng với cá khô thôi con à. Dạ, ba cho con một tô cơm nóng với một con cá khô nha. À, ngồi đợi một chút. Dạ, à, khoan đã. Bà ơi, à, mình có nước không bà? Cậu đi ra làm sao có nước đó. Dạ. Rồi. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi. Ủa chuyện gì cậu? Cái con để ở đây nè. Ờ, tôi đi làm cơm cho cậu, tôi đâu có biết gì đâu. Đúng rồi. Vậy cái gì của tôi? Vậy là ngươi nghi là người trong quán đó lấy à? Dạ bẩm quan, con không dám nghi ai hết. Nhưng ở đó chỉ có một mình hắn à. Con vừa mới quay vô, quay ra thì mất cả gánh và cả người luôn. Chỉ có hắn thôi, không có ai hết. Dù sao đó cũng là một giả định.
Ngươi còn nhớ mặt mũi và hình dạng tên đó không? Dạ. Dạ Bổng Quan, con cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Hắn ta nhìn cũng bình thường, giống như con vậy thôi, không có gì nổi cộm hết Quan à. Thôi được rồi, ngươi cứ về đi, có gì ta sẽ gọi. Dạ. Chào Quan, con về. Lính. Dạ con nghe. Ngươi tới làng Hồ Xá dò la tin tức cho ta, xem coi có ai tự nhiên rao bán giấy không. Bổng Quan, con đi liền. Dạ Bổng Quan. Chuyện sao rồi? Có lẽ chúng ta gặp phải một tên cổng cáo. Hắn nằm im, không có động tĩnh gì. Con đã đi hỏi 4-5 làng trong Hồ Xá, nhưng cũng không có ai gạ bán giấy hết thưa Quan. Có cáo mấy thì trước sau gì cũng phải lòi cái mặt ra thôi. Nè, ngươi quay lại tất cả những nơi ngươi vừa đi qua, lệnh cho các thôn xã, không kể nam phụ lão ấu, phải làm gấp bản khai, tên tuổi gốc gác cho minh bạch. Nộp cho ai vậy Quan? Cứ bảo vậy trước đi, để con động não thử coi sao. Quan ra lệnh làm bản khai, ắt hẳn ai cũng sẽ phải mua giấy, mua rất nhiều giấy. Ngươi càng ngày càng tiến bộ rồi đó nha. Dạ Bẩm Quan, con cũng thấy vậy. Dạ Bẩm Quan, bây giờ con xin đi liền. Cô chú, cô chú. Ông nghe nó nghe. Lẹ lẹ đi ông. Nghe. Con mua giấy không? Con bán giấy cho. Con có giấy nhiều lắm. Có hả? Dạ đây nè. Bán cho tôi mấy bộ đủ làm bản khai đi. Còn bán rẻ hơn ngoài chợ tới hai cắt luôn. Tự nhiên Quan bắt khai lại làm chi cho tốn giấy. Kệ nó, rẻ dạ, cắt đây, nào hay cắt mấy. Dạ tôi cũng mua nữa. Gấp đâu bà này luôn. Gấp đâu luôn hả? Có liền. Phải nói là không có ai bán rẻ hơn tôi đâu nha. Thôi tôi đi nha. Tiền nè. Cảm ơn nha. Chuyến này giàu to, chắc là về lấy giấy thêm để bán. Ghê ta, đắt quá ha. Ông có mua giấy không? Nhà ngươi có bao nhiêu giấy, ta mua hết. Mua cả gánh của nhà ngươi luôn. Mua cả gánh luôn? Ừ. Trời ơi, chuyện nhỏ, bán liền. Ủa, mà sao ông biết tôi có gánh giấy? Không, ta đáng vậy thôi. Ta nghĩ là nhà ngươi buôn giấy, chắc hẳn sẽ có nhiều giấy lắm. Bây giờ mua gánh giấy đúng không? Ừ. Vậy chịu khó theo tôi về nhà, tôi để nhiều giấy ở nhà lắm. Được. Theo tôi về nhà, tôi bán cho. Giờ đi ha. Ừ. Tưởng gì, phá án cũng đơn giản quá chứ. Mình thật là có khiếu. Quỳ xuống. Dạ Bẩm Quan, mọi chuyện đúng như Quan dự tính. Lệnh làm bản khai vừa được ban ra, dân chúng lập tức mua giấy, và tên này đã trúng kế. Con đã theo hắn về nhà và thu được tang vật là một gánh giấy bán chưa hết. Bẩm Quan. Thì ra đây là mưu kế của ai hả Quan? Tên kia, ta với ngươi có thù oán gì với nhau? Sao tự nhiên ngươi lấy hết vốn sinh nhai của ta chứ? Giờ thì đã rõ rồi, ngươi bán được bao nhiêu thì phải trả lại cho khổ chủ bấy nhiêu. Chưa hết, ngươi phải đền toàn bộ tiền mua giấy làm bản khai cho dân chúng, cho chưa? Lính. Dạ. Dạ. Giải đi. Đi, đứng dậy. Quan. Con đội ơn Quan lớn, con xin cáo lui con về. Dạ Bẩm Quan. Ngươi là lính hạt nào mà sao có chuyện gì mà hớt hải hớt hải vậy? Dạ Bẩm Quan, con ở hạt bên, bên con có một vụ án khó quá mà không lẽ đưa lên tỉnh. Quan con nói con qua đây nhờ quan giúp một tay. Án sao mà khó? Dạ Bẩm, chuyện là vậy. Bên hạt con có một phú thương tên là Phong. Ông này có một đội ghe khoảng 10 chiếc lớn lắm Quan, chuyên vận chuyển hàng từ Nam ra Bắc. Bữa đó ông cúng ông trước một chuyến ghe, ông đãi tiệc linh đình từ sáng tới tối luôn. Lúc đang trên đường về thì bị người ta ám sát. Quan con điều tra cách nào cũng không được, mong Quan giúp giùm hạt con. Vậy có biết là những ai là người cuối cùng ở lại đêm đó không? Dạ Bẩm Quan, con có hỏi thì những người trên ghe đó nói là lúc đãi tiệc xong tất cả mọi người đều đi về hết. Được rồi,
nói với quan sở tại là ta sẽ giúp ông vụ này. Chuyển hết các manh mối mà bên đó có cho ta, ta sẽ đích thân xuống dưới xem xét. Dạ. Ngươi là một trong những tài công của đội ghe đó à? Dạ, đúng rồi thưa quan. Đây là chỗ thờ phượng. Bữa đó lại có cả 10 đội ghe ăn uống linh đình ở sân này. Nhất định phải có ai đó dọn dẹp. Người đó chắc phải thấy tai phong về cùng ai. Dạ bẩm quan, con có dọn đêm đó. Đúng là ổng về trễ, nhưng mà chỉ có một mình thôi à. À, thì ra ngươi có mặt ở đó à? Dạ. Vậy thì tốt quá. Vậy trước khi ông Phong về, ông có gặp ai, ngươi có nhớ không? Dạ lúc đó là gần tới giờ nước lên, cả đội đều về ở bến và để xuất ghe, không có ai ở lại, ông cũng về luôn ạ. Ngươi không thấy bất kỳ ai sao? Dạ. À, à, có một người ạ. À, ai? Đó là thằng Ninh nè. Nó chỉ chạy đến cúng ông thôi, chứ bữa đó nó không có nhậu ạ. Ninh là ai? À, thằng Ninh á là một trong 10 thằng tài công của ổng, mà thằng đó là ổng tin nhất đó. Ờ, nhưng mà sao? Tại sao một tài công thân tín nhất mà không nhậu cúng ghe cùng với chủ? À, dạ thì con nghe nói là nó xuống nó sửa ghe, mà ai biết nó sửa ghe hay sửa cái gì. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dạ chẳng giấu gì quan, con nghe đồn là nó cặp với bà chủ. Nhiều khi tranh thủ ông chủ ông đi á, thì ở nhà ai biết làm gì với bà chủ. Có chuyện đó nữa sao? Dạ. Bẩm quan, triệu tập tụi con có chuyện gì? Lần trước điều tra có gì tụi con đã khai hết với quan sở tại rồi. Ta biết, nhưng trải qua một thời gian điều tra, ta được thần miếu báo mộng về manh mối của kẻ giết người. Báo mộng mà? Phải. Thần miếu này quả thật là linh thiêng. Thần nói đêm đó thần chứng kiến vụ giết người, nên biết rõ ai là kẻ thủ ác. Thần đã chỉ cho ta một cách điểm mặt kẻ đó. Cách gì vậy quan? Thần chỉ ta đưa những sợi bất này cho các người ngậm. Người ngây thì thôi, còn nếu là kẻ giết người, thần sẽ cho nó mọc dài ra. Lúc đó ta chỉ cần so những sợi bất của kẻ nào mọc dài ra thì sẽ biết ngay. Lính. Dạ. Bây giờ các ngươi phải ngậm sợ bất và ngồi yên tại chỗ. Và nhớ, phải nhìn thẳng vào ngọn nến. Lát sau nữa ta sẽ quay lại. Bây giờ sao ta? Thì làm theo lời quan nói chứ sao vậy? Dạ bẩm quan. Quan ơi, mình cứ để mấy người đó ngồi đó, mình không phải canh sao quan? Ngươi cứ lo nghỉ ngơi đi. Dạ bẩm quan. Thú thật với quan, đi theo quan lâu rồi, con biết là quan thủ đoạn vô biên. Mình mới vừa nói gì đó. Không, ý con là quan có rất nhiều mưu trí để tìm ra thủ phạm. Nhưng mà quả thực trong cái chuyện này thì con không tài nào hiểu nổi. Thực sự là con không hiểu. Có lẽ là nội công của con chưa có thâm hậu bằng quan. Dễ mà, bất ngậm vô miệng ít nhiều gì cũng sẽ nở ra. Tuy nhiên đối với người vô tội thì sẽ thoải mái, không có lo lắng gì hết. Nhưng cái người mà có tội đó sẽ có cảm giác nó dài ra rõ rệt. Chắc chắn hắn sẽ kiếm cách đối phó.
Dạ bẩm quan, con đã thu đủ. Đây là thứ tự đoạn bất của từng người. Vậy thì đã rõ. Có 5 sợi bất dài và 1 sợi bất ngắn. Dạ bẩm quan, vậy chẳng lẽ có tới 5 người là hung thủ sao quan? Ngược lại, 5 các ngươi đều vô tội. Tôi vô tội rồi. Dạ bẩm quan, nếu quan nói vậy, không lẽ tôi là người có tội? Sao quan nói sợi bất nào dài ra mới chính là hung thủ mà? Ta tưởng đâu nghe chỉ đích danh ngươi, ngươi phải thất kinh hồn vía chứ. Không thấy thần miễu quá linh đó sao? Dạ thưa quan, chắc quan nhầm rồi. Ở đây mọi người ai cũng biết tôi là người được ông chủ thương nhất, giao cho chiếc ghe lớn nhất, tiền bạc và quyền quyết định. Còn nhà ổng, tôi ra vô giống như là anh em một nhà vậy đó. Cho nên vợ ổng thì ngươi cũng coi như là vợ ngươi chứ gì. Dạ. Dạ. Việc đó. Dạ bẩm quan, ông chủ mất rồi thì tôi có quyền chứ quan. Vậy sao? Vậy sao bà chủ của ngươi khai với ta là hai ngươi thề non hẹn biển từ khi ông chủ ngươi còn sống? Ôi, vậy là có không đợi có chuyện đó sao quan? Cổ nói vậy sao quan? Ngươi ngạc nhiên lắm hả? Vốn dĩ là người vợ nào ngoại tình cũng không mong muốn chồng mình bị giết cả, khi chồng mình chết lại bị dằn vặt là tại mình mới ra nông nổi, cho nên đã thú nhận cho ta hết rồi. Dạ thưa quan, xin quan suy xét lại, tôi không giết anh Phong quan. Dạ thưa quan, quan có bằng chứng là tôi giết người không quan? Được, lấy gì chứ gì, lấy gì? Đội lính của ta giải thích cho ngươi. Dễ mà, lấy chính hành vi của ngươi thôi. Nghe nói nếu giết người thì sợi bất sẽ dài ra nếu động thủ giết người, nhưng riêng bản thân ngươi có tật giật mình, ngươi sợ quá muốn phi tan bằng cách là cắn đứt một đoạn bất đi, đúng chưa? Có cần ta lục trong người để lấy đoạn bất còn lại của ngươi hay không? Còn không mau quỳ xuống. Dạ bẩm quan. Dạ thưa quan, tôi xin nhận tội, tôi xin nhận tội. Sao? Bây giờ kể lại cho ta nghe, tại sao ban ngày ngươi không tới buổi nhậu cúng đình? Ngươi tới trễ là phải cố ý giết người phải không? Dạ không thưa quan, tôi không cố ý giết người. Chuyện đó là như thế này. Mình đi kỳ này lâu quá à, người ta nhớ muốn chết. Ở nhà vẫn còn con kỳ đà to tướng, thà đi khuất mắt cho rồi. Mình nói gì vậy? Ở gần lâu lâu mình lén thăm nhau cũng được mà, cũng đỡ nhớ chứ bộ. Mình biết chừng nào hắn chết đi rồi mình danh chính ngôn thuận ở với nhau, tôi mới hả dạ. Tôi cũng mong mình về với nhau, nhưng mà cũng đâu cần ổng phải chết đâu. Ổng cũng tốt với tôi, với mình chứ bộ. Vậy là mình còn thương ổng chứ gì? Vậy thì chỉ còn có một cách là hắn phải chết đi. Càng tốt với tôi càng ghét. Thôi, chỉ cần biết là hai đứa mình một lòng với nhau là được rồi. Thôi, mình nên miếu đi, để ổng nghi đó. Tôi đi nha. Thôi, anh đi lên miếu nha. Gặp em sau. Em đi cẩn thận nha. Anh cũng về với chị để chị đợi. Chị cứ trách anh á là nhậu khuya hại sức, thật ra là bà không chịu ngủ một mình. Cũng phải chịu thôi, chưa biết sao giờ. Thôi anh đi nha. Dạ. À anh, anh đi một mình sao? Thì anh đi một mình chứ mấy mình, có một đoạn đường à. Anh về trước nha. Dạ. Thank you.
nên anh... Anh nè, chú làm gì vậy? Anh chết đi, anh phải chết mọi chuyện mới thành. Thì ra chú cố tình, nhưng sao chú lại hại anh hả? Tại sao chứ? Tại sao tôi muốn hại anh hả? Vợ anh là vợ tôi, phải là vợ của tôi, phải là vợ của tôi. Anh chết đi, tôi lo mọi chuyện cho anh, yên tâm. Thì ra là vậy. Bấy lâu nay tao nghe người ta đồn đãi quá nhiều, nhưng tao đều gạt đi tất cả. Tại vì tao tin vợ tao, tao tin mày. Không ngờ, không ngờ mày, mày. Buông tôi ra đi. Được rồi, chú muốn lấy cái gì của tôi cũng được, chú tha cho tôi sống đi, tôi sẽ đi biệt tích mà, được chưa? Buông ra đi. Mất hết rồi, sống làm gì nữa? Tôi mà là anh, mong người ta giết tôi cho xong. Cho nên tôi sẽ giúp anh. Lừa thầy phản bạn là hai thứ thất đức nhất trên đời. Người ta đã tin tưởng ngươi hết mực, mà cuối cùng ngươi cũng không tha, không còn đường nào khoan hồng cho ngươi nữa rồi. Linh. Dạ. Giải hắn về con đường để ta luận tội. Dạ. Dạ thưa quan, xin quan tha tội cho con, xin quan tha tội cho con. Quan ơi, tha tội đi. Cho quan. Mọi việc đã rõ ràng, các ngươi ai cứ về nhà nấy, tiếp tục công việc. Con biết lỗi rồi mà quan. Quan ơi, tha tội cho con đi quan. Con biết lỗi rồi mà quan. Quan quan, công nhận quan giỏi thiệt nha. Ừ, giỏi. Hàng này mà có quan về, dân mình đỡ khổ lắm nha. Quan thấy thiệt à? Lại ác phải đền tội thôi. Quan quá, dân mình không đỡ quan gì. Mời quan. Chủ quán đâu? Cho một chén nước vội. Cô có biết đây là ai không? Không thưa không mời, lại còn đưa nước một tay nữa. Đạt là ai? Đạt tên gì? Cô nghe không? Bộ cô câm hay sao mà không trả lời? Đạt bị câm sao? Câm chứ có què quặt gì đâu mà lại đưa nước một tay.
rằng không phải không có chuyện người giống người dưới tài, nhưng sao ánh mắt đó, cử chỉ đó cứ như nàng đang hiện hiện trước mắt ta. Và bẩm quan, con có chút quà cây nhà lá vườn. Đây là những quả ngọt con trồng trên mảnh đất xém bị mất, nhờ quan công xử phân minh mà con mới giữ được. Xin quan nhận chút lòng thành. Thôi được, ta nhận, nhưng mà lần này thôi đó. Dạ, ta chỉ làm phận sự của mình. Dẫu biết là vậy, con đã đi qua bao nhiêu cửa quan rồi, hai chữ công minh bây giờ hiếm lắm. Nhưng mà dẫu sao con cũng muốn bày tỏ lòng thành kính của con, xin quan nhận lấy. Dạ, đội ơn quan, xin chào quan công về. Dạ bẩm quan, có một vụ kiện mới, mà cũng không hẳn là kiện, mà là của một quan trên truyền xuống kêu quan xử vụ này. Chuyện gì mà đến nỗi ở trên phải chỉ thị xuống? Án mạng nghiêm trọng hay là quan tham nhũng nhiễu? Dạ bẩm quan, chỉ là một chuyện bội phu. Bội phu à? Tức là có một cô dâu nào đó muốn quỷ hôn ước. Chỉ là chuyện trai gái đơn giản thôi, đâu cần phải ở trên chỉ thị xuống bắt ta phải xử. Dạ thưa quan, là do tân thượng quan đô đốc mà. Chẳng phải thượng quan đô đốc thì đã qua lục tuần, con cái thì đụp đề, vậy bị đơn là ai? Dạ bẩm quan, là con gái của một tri phủ. Mời quan xem qua. Triệu tập hai bên đương sự, ngày mai có mặt tại công đường. Dạ. Hạ quan xin kính chào đô đốc. Tên quỷ quan kia, tôi biết hôm nay ta xuống tới đây không thấy một mãi mãi nào nghinh tiếp gì. Bẩm, nếu là quan đô đốc xuống thị sát quyện lỵ, ắt sẽ có tiếp trước đúng phẩm trật. Còn thì mọi cá nhân trước pháp luật, mọi người bình đẳng như nhau. Thứ lỗi cho hạ quan đây phải theo đúng luật. Ngươi cũng cứng đó, chắc ngươi cũng hiểu, cứ khư khư cứng nhắc. Chỉ cần một câu bỏ nhỏ của ta thì cái chức quan quyền của ngươi cầm chắc là nửa đường gãy gánh. Quan lộ của hạ quan có thể giữa đường gãy gánh, nhưng thâm tâm của hạ quan vẫn được thanh thản. Đúng là cứng đó, tôi định không mang ghế cho ta ngồi luôn à. Chiếu theo quy định, nguyên đơn và bị đơn đều phải đứng trước công đường. Kính mong quan đô đốc chấp thuận. Sau cái phiên tòa này, ngươi sẽ biết tay ta. Lính đâu, cho mời bị đơn. Hạ quan xin ra mắt đô đốc. Xin ra mắt đại quan. Là cô sao? Sao quan quỷ quen biết cho hôn thê của ta nữa à? Bẩm, bổn quan chỉ gặp nàng ở một hàng nước ven đường. Quá ra cô đây lại chính là con gái của tri phủ sở tại. Không biết nội tình làm sao mà cô lại mở hàng nước ven đường. Dạ bẩm, con gái của hạ quan sinh ra mặt mày sáng sủa, nhưng chẳng may cầm điếc, một bên cánh tay thì bị dính chặt lại, không mở ra được. Một bên tay nắm lại à? Hèn gì. Đâu, nàng đưa tay ra cho ta xem. Ở đây xử kiện hay là khám bệnh? Dạ, hạ quan chỉ xin cáo lỗi. Xin cho biết nội tình câu chuyện vì sao đô đốc lại là hôn phu của cô gái này. Hỏi cũng lạ, ta chán ghét phụ vợ già nhiều chuyện, cho nên ta cưới thêm thê thiếp thì sao? Như ta lấy gái cỡ nào mà không được. Nhưng ta thương cô bé này mặt mày xinh đẹp mà vừa câm vừa điếc, nên ta mới hạ cố. Nhưng cha của nó cũng đã nhận lễ vật của ta. Ai dè đâu một ngày đẹp trời, ông đây nè, báo cho ta biết là nó đã bỏ trốn. Lúc hoài cuối cùng thì ra nó bán nước ở ven đường. Ai biết nó bỏ trốn hay là cha con của nó to rằng nuốt tiền của ta, đó có phải lừa đảo không? Dạ bẩm quan,
quan cho con gái của Hạ Quan. Tội này là do Hạ Quan gây ra. Xin xử tôi mà tha cho nó. Chính cô gái này nhận lễ vật à? Dạ bẩm không à, là do Hạ Quan nhận. Có lần tình cờ Hạ Quan đưa con gái đi lễ hội, Đô Đốc thấy tướng mạo của nó nên mới cho quan lính tới nhà ép Hạ Quan phải gả con gái cho ổng. Nếu không sẽ lấy lại chức quan và đầy cả nhà đi khổ dịch. Không còn con đường nào khác nên Hạ Quan đành phải nhận lễ. Nhưng con gái của Hạ Quan không chịu, nó bỏ trốn khỏi nhà. Hạ Quan xin Đô Đốc cho trả lễ, nhưng người quyết định không chịu, đòi thưa Hạ Quan ra công đường. Thưa Đô Đốc, có chuyện đe dọa đó chăng? Có bằng chứng không? Có bằng chứng không? Nhưng mà bây giờ ta hết hứng với con bé này rồi. Nó đã làm cho ta mất mặt. Mau xử cho ta, để ta đem nó về làm nô tỳ. Lại lên, ta còn về làm việc nữa. Dạ. Hỏi vậy thôi, chứ Hạ Quan có nhân chứng việc Đô Đốc lợi dụng chức vụ đe dọa người khác. Cái gì? Người nói cái gì ta nghe hỏng lọt luôn tai. Đâu bằng chứng đâu, ăn chứng đâu, ai làm chứng? Ai? Chính là Hạ Quan đây. Mới tức thì Đô Đốc còn hâm dọa Hạ Quan sẽ mất chức. Đô Đốc quên rồi sao? Cũng là tên cẩu quan này, muốn chết sao? Sống chết có số, đôi khi nghĩ vậy mà không phải vậy. Nay ta tuyên bố hôn ước của Đô Đốc và cô gái Cam này là ép buộc, là phi pháp. Hôn ước được hủy bỏ, xin lễ trả lại cho Đô Đốc. Bãi đường. Ngươi đó, sự ác bất minh, lợi dụng tư tình với cô gái này mà ép mệnh quan của triều đình. Được, cao đó, biết tay ta. Con nghe được rồi sao? Nàng đứng lên đi, không cần phải tạ ơn đâu. Không lẽ chính là nàng sao? Đại nhân, đại nhân ơi, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngày sao vậy? Đừng có sao cùng đại nhân. Đại nhân à, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân ơi. Xin lỗi, đã làm mọi người phải bận tâm. Không biết có chuyện gì mà ngài vừa nhìn thấy hai chữ trên tay con gái của tôi, tự nhiên ngài bị kinh động. Kỳ lạ thật. Đúng là kỳ lạ mà. Từ lúc gặp quan, con gái của tôi tự nhiên lại nghe được. Cái tay bị dính từ lúc lọt lòng, chạy chữ bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Bữa nay tự nhiên mở ra lại còn có hai chữ đó nữa. Hai chữ đó chính là bút tích của tôi. Hôm nay thầy sẽ dạy các trò thêm một bài mới. Các trò đọc theo thầy nha. Dân chi sơ, tánh bổn thiện. Dân chi sơ, tánh bổn thiện. Ngọc bất trác, bất thành khí. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Các trò đã nghe rõ chưa? Cậu Trí, tiếng giảng bài nghe vang cả một góc giường, nghe rất là hay. Ông tới lúc nào con không hay. Các trò, hôm nay chúng ta học đến đây, thầy sẽ cho các trò về. Các trò về nhớ học bài cho kỹ, mai thầy khảo nha. Dạ thưa thầy. Về, 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 con về. Mấy con đi về cẩn thận nha. Mấy đứa nhỏ này được ăn học tới nơi tới chốn, lớn lên chắc chắn sẽ khá lắm đây. Dạ, cũng nhờ đức ông có lòng hào hiệp cho con ở trọ
lại còn cho con dạy học kiếm sống. Con và tụi nhỏ đều biết ơn ông, ghi tâm khắc cốt ơn này. Nói quá rồi, có cái gì đâu. Sân vườn rộng rãi để trống, nhà cũng thừa đó có ai ở đâu. Trước là giúp được thầy trò, sau là tích đức cho con cháu. Cậu Trí nè, có thiếu gì cứ nói, đừng có ngại. Dạ, được như vậy là may mắn cho con lắm. Không phải trả tiền trọ, tiền ăn, lại còn có được chút ít gửi về nuôi cha mẹ già. Con có mơ cũng không dám đâu. Nhưng làm gì thì làm, cũng phải dành thời gian soi kinh nấu sử. Anh là người hiền tài, hứa hẹn sẽ làm được chuyện lớn. Quanh quẩn cái nghề gõ đầu trẻ, uổng lắm. Đa tạ ông đã tin cậy. Ngoài thời gian dạy bọn trẻ, con chỉ chuyên tâm đèn sách. Mai sau, nếu thời may đỗ đạt làm quan, thì công đầu cũng nhờ ơn ông. Tin ta đi, ta có con mắt nhìn người, cứ cá coi, thám qua, bản nhãn, anh đậu hàng nào. Dạ bẩm, con không dám cá, nhưng con sẽ cố gắng để không phụ lòng của ân nhân. Giỏi, biết khiêm nhường. Tốt, tốt lắm. Dạ, xin tiễn không? Cha còn tin tưởng chàng hơn con cái trong nhà nữa. Ganh tị quá. Này, nghe lén người lớn nói chuyện là không đúng đâu. Cha mà biết chuyện của ta và nàng thì bao nhiêu chuyện tốt đẹp của ta sẽ trôi sông đổ biển hết. Chàng đừng có lo, cha không có biết được đâu. Tụi mình cứ âm thầm gặp gỡ như bao lâu nay vậy á. Chàng thì dạy học ngoài vườn, em sẽ lâu lâu chạy ra thăm. Cứ vậy tới già, tới chết cũng được. Em chẳng mong gì hơn đâu. Ta chỉ sợ là không được mãi. Chỉ trừ khi chàng thay lòng đổi dạ, chứ em thì không bao giờ. Không phải là chuyện ta thay lòng đổi dạ, mà là nàng đã tới tuổi cặp kê, có bao nhiêu mối đang dòm ngó. Ta chỉ sợ nàng khó cưỡng lại ý cha. Nếu mà cha ép em lấy chồng á, em sẽ quyên sinh, nên chàng đừng lo. Nàng nói như vậy, bảo làm sao ta được lo cho được. Nếu như mà chàng lo, thì chàng sớm đi thi đỗ đạt để làm quan đi. Lúc đó cha phải cho thôi. Trong lúc chàng đi thi, em sẽ chờ chàng. À, nhưng mà thôi đi, sao tự nhiên nói chuyện chia ly cho buồn. Gặp nhau phút nào thì cứ vui phút đó, chàng đồng ý không? Dạ thưa cha, con mới về. À, con mới đi đâu về vậy? Dạ, con đi hái ít ngâu về để ướp trà cho cha thưa cha. Con ngồi đi. Dạ. Đúng là con gái ngoan, lúc nào cũng lo cho cha hết. Chắc là cha con mình phải tạm xa nhau. Cha, cha nói vậy là sao? Tại sao con với cha lại phải xa nhau? Thì con gái lớn rồi thì phải xuất giá. Bộ con tính lấy chồng sao? Dạ không đâu cha, chắc còn lâu lắm. Cha chỉ có một mình thôi, làm sao con có thể bỏ cha mà yên bề gia thất cho cam? Bởi vì cha có một mình nên cha mới muốn con yên bề gia thất. Sau này cha có mệnh hệ gì, cha có mất cũng yên lòng xuôi tay. Cha, con không chịu đâu cha. Bây giờ cha con mình nói chuyện nghiêm túc nè. Không phải hôm nay tự nhiên cha đề cập đến chuyện này. Con nhớ bác Phúc Phú Hộ ở làng bên không? Con trai nhà đó cũng vừa tới tuổi thành thân, cả nhà đó đều thương quý con, tính ngày lành tháng tốt để qua dạm hỏi con làm dâu. Cha thấy rồi, không có còn đám nào mà môn đăng hộ đối hơn nhà đó đâu. Bởi vậy cha đã hứa rồi. Cha, sao chưa hỏi ý của con mà cha lại hứa đại vậy? Ở nhà đó từ hai bác đến con trai người ta, con đều biết rõ mà.
có điểm nào mà không được đâu. Không có điểm nào không được hết. Nhưng mà con chưa muốn lấy chồng, con không muốn lấy đâu cha. Có chết con cũng không muốn lấy đâu. Con con bé này thiệt là kỳ lạ. Thường ngày nói cái gì cũng nghe, tự nhiên hôm nay cái chuyện tốt đẹp rành rành lại cứng đầu cứng cổ vậy. Cha đã nói hết lời rồi, coi bộ con không có chịu hiểu. Người ta còn phải lấy người chưa từng gặp mặt, đằng này cha sợ con khổ, nên cha đã chọn người mà con biết rõ. Đã vậy mà cả nhà họ đều yêu con hết mình nữa, sao mà con cứ khăng khăng không chịu vậy? Cha, con chưa có muốn lấy chồng đâu cha. Vậy chừng nào thì con mới muốn lấy chồng? Mất mối này làm sao con gặp mối khác? Có khi con phải hối hận cả đời đó con. Cha, con thề với cha, không bao giờ con hối đâu cha. Sao con lại dám chắc vậy? Không lẽ là con đã có mối nào rồi? Vậy là thật sao? Là ai? Là ai nói cha nghe? Là ai vậy con? Hả? Là ai? Cha, con nói ra thì cha hứa với con, đừng có la chàng nha cha. Cho tụi con đến với nhau nha cha. Thì cha phải biết người đó là ai mới được chứ. Là ai mà cha không nổi giận? Hả? Là ai vậy con? Hả? Là ai? Không lẽ đó chính là Cao Trí à? Con gian díu với nó từ lúc nào? Từ ngày cha cho chàng ở tạm ở giường nhà mình, con đem lòng nể phục một người học sâu hiểu rộng, giàu ý chí. Cha, tụi con gắn bó với nhau mấy năm rồi, con xin cha cho tụi con tới với nhau nha cha. Cha, con xin cha mà cha. Cậu Trí đâu? Lại đây cho ta. Dạ, con xin chào ông. Đúng là làm ơn mắt quán mà. Đồ nuôi ông tài áo, ta cho ngươi cất nhà tá túc trên đất nhà ta, vậy mà ngươi trả ơn cho ta như vậy đó hả? Dạ. Cha ơi, cha, tội của con, xin cha đừng có mắng chiến chàng nữa mà cha. Con còn nói nữa hả? Dạ không, lão già nói đúng, tội nợ là do con đã đùa quấn Quỳnh Đương, con xin chịu tội. Ngươi chịu tội bằng cách gì? Ngươi nhìn lại mình coi, từ trên xuống dưới có cái gì? Không đủ ăn nữa mà bà đặt vợ với con, lấy cái gì mà lo? Ta nghĩ ngươi học rộng biết nhiều, biết thân biết phận mà tránh xa con gái ta ra, đừng có làm khổ nó. Ai ngờ. Lỗi tại con, xin ông tha tội. Cha ơi, cha, con trẻ lỡ dại, đã hẹn thề sẽ duyên kết tóc, xin cha rộng lòng tha thứ mà cho phép. Không đời nào, cha thà chết không để con lấy một thằng khốn rách áo ôm giống như nó. Còn ngươi, dọn ra khỏi giường nhà ta ngay lập tức. Cha, con lại cha, cha đuổi chàng đi như vậy rồi chàng biết ở đâu cha? Cha không cần biết. Sau chuyện này con nghĩ ta gặp mặt nói được mỗi ngày hay sao? Lão già, cha, nếu mà con đồng ý lấy con trai của Phú Hồ Phúc thì cha cho chàng ở lại nha cha. Ta suy nghĩ lại đã. Cha, xem ra ý cha đã quyết, không thể nào lay chuyển được. Cha nặng nhận lấy vật từ năm ngoái, không lẽ nàng còn hy vọng cha sẽ đổi ý sao? Chàng nói vậy là sao? Sao chàng không nghĩ cách thuyết phục cha? Ta tài hẹn sức mọn,
còn cha mẹ già ở quê. Nếu bà bị đuổi đi, chỉ còn một cách là bị gậy ra ngoài kiếm ăn mà thôi. Ta cũng muốn giữ nàng lại lắm, nhưng mà ta cũng không biết bằng cách nào nữa. Sắp tới ngày cử hành hôn lễ, chẳng lẽ chàng định ngồi im nhìn tiếp về nhà chồng hả? Quỳnh Nương à, xin nàng hãy tha lỗi cho ta. Nếu như thật có kiếp sau, ta xin thề là ta nhất định hai ta sẽ nên duyên chồng vợ. Coi cô, ngày mai á là đón dâu rồi, mà giờ cô khóc kiểu này á, mai sao đón được cô? Ta không còn muốn sống trên đời này nữa. Mặt mũi cô quan trọng gì? Cô nghe em đi, cô làm vậy nhà trai đàm tiếu, mất mặt lão gia làm sao cô? Cha ta thì quan tâm gì tới ta? Hạnh phúc cả một đời ta ông còn không màng tới nữa. Ta chẳng nói được gì với ai hết, làm sao tao có thể sống với một người mà không chút tình thương như vậy được? Thôi, đàn bà con gái trên đời này đều vậy hết á. Ai lớn lên thì cũng đều bị gả chồng hết à, đâu phải mình cô đâu cô. Em không hiểu đâu. Thôi, ta muốn ở một mình, em đi ra ngoài đi. Dạ, cô nhớ ngủ sớm nha, cô đừng khóc nữa nha cô. Nếu không á thì ông đuổi em mất á cô, nha cô. Em đi nha cô. Để theo chàng thì hay biết mấy. Nếu như ngày mai chàng đón ta thì sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời ta. Cũng không phải là ai hết. Ta thà chết đi còn hơn là thất tiếc với chàng. Lọ độc dược này sẽ giúp ta, nhưng mà ta nhớ chàng quá. Ta muốn gặp chàng thêm một lần nữa. Nàng hãy tha tội cho ta, xin nàng hãy tha tội cho ta. Chàng không có lỗi gì hết. Đêm nay là đêm cuối cùng mình được gặp nhau, chàng đừng nói những chuyện đau lòng nữa. Nhờ chàng mà thiếp mới biết thế nào là hạnh phúc. Như vậy thiếp mãn nguyện lắm rồi. Nàng hãy quên ta đi thì nàng mới hạnh phúc được với chồng. Còn nhớ nhau hoài như vậy thì sẽ gặp toàn bất hạnh.
thiếp không lấy được chàng, nhưng hình bóng của chàng trong lòng thiếp không ai xóa được. Lẽ ra nàng nên hận ta. Ta là kẻ đáng khinh, đáng chết, đáng chết mà. Không đâu, chàng phải sống. Chàng phải sống thật hạnh phúc. Chàng phải nhớ là thiếp luôn bên cạnh chàng. Nè, chàng ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đi. Chàng, đi, ngồi xuống. Lại đây. Thiếp muốn hỏi chàng, sau này nếu thiếp đi rồi thì chàng tính sao? Đạt đi rồi, ta sẽ dùi mài kinh sử, rồi lên kinh ứng thí. Nhất định ta sẽ đổ đạt, công danh rạng rỡ, để mỗi lần nghĩ tới ta, đạt sẽ không xấu hổ vì ta. Nếu đổ đạt rồi, chàng nhất định tìm một người con gái tốt để chăm lo hậu hạ chàng. Đó là tâm nguyện cuối cùng của thiếp. Không, đêm nay trước khi đạt tới, ta đã thắp nhang thề với Cao Xanh. Kiếp này tài hẹn sức mọn, không cưới được nàng, ta nguyện một đời đơn độc. Kiếp sau nếu có tái sanh, mình sẽ sum họp cùng nhau. Chàng làm em khóc rồi nè. Nhưng không cần phải vậy đâu. Em đi là xong phần em. Kiếp này còn dài lắm, chàng còn cả một đời trước mắt. Cuộc đời này ta sẽ ráng sống không uổng phí, nhưng hạnh phúc thì coi như đêm nay khép lại rồi. Đêm sương trở lạnh, để ta đưa nàng về nghỉ, có được không? Hãy cho thiếp ngồi thêm một chút nữa. E là lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Gà gáy sang canh rồi, trời đã sắp sáng, nàng phải trở lại quê phòng. Một chút nữa thôi. Thiếp muốn nhìn chàng thêm một chút nữa. Ta sợ nàng sẽ lả đi mất. Phải chi thời khắc này dừng lại mãi mãi. Em tay lạnh quá, chàng lấy cho em manh áo được không? Ta sơ ý quá. Nàng đợi ta một chút. Đang làm cái gì vậy? Quỳnh Nương, đang làm gì vậy? Quỳnh Nương, chàng nhớ là em dặn không phải tìm Quỳnh Nương một người
Quỳnh Nương à, sao nàng lại làm như vậy? Quỳnh Nương, Quỳnh Nương, thiếp không bỏ chàng, thiếp vợ chàng, đừng quên lời hẹn. Kiếp xin sao? Quỳnh Nương ơi, Quỳnh Nương, nàng đừng bỏ ta mà. Quỳnh Nương ơi, ta đúng là kẻ ngu si. Phải chi ta hiểu được ẩn ý của nàng, ta đã chậm mất rồi. Ta tình chay lý do, ta biết phải làm sao đây. Quỳnh Nương, ta đeo gông vào cổ ta cũng cam chịu, nhưng song thân phụ mẫu già nuôi, biết cậy vào ai? Quỳnh Nương ơi, Quỳnh Nương ơi, xin nàng hãy hiểu cho ta, ta không thể nào chịu tù quan như vậy được. Quỳnh Nương ơi, nếu như có kiếp sau, ta nguyện cùng nàng sẽ duyên chồng vợ. Ta yêu nàng nhiều lắm, nàng hãy tha lỗi cho ta. Cô, tới giờ đón dâu rồi đó cô. Cô ơi, cô ơi. Chuyện gì đó? Ông, con kêu cô nãy giờ mà con không thấy cô trả lời. Nương con, Quỳnh Nương, là cha nè con. Quỳnh Nương, Quỳnh Nương, hình như là hồi hôm qua không ngủ ở nhà đó. Cậu Chí đâu? Cậu Chí! Dạ, con chào ông. Sáng sớm có chuyện gì mà ông qua đây sớm vậy? Con Quỳnh Nương đâu? Tối qua nó ở đây phải không? Sáng nay chẳng phải nàng xuất giá sao? Nếu đêm qua nàng con ghé đây, con cũng nói nàng vậy. Giữa tụi con đâu còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà sao ông lại nói như vậy? Có chuyện không hay với nàng sao? Vậy là nó bỏ đi rồi. Giường chiếu còn nguyên, chứng tỏ là nó bỏ đi từ đêm qua. Nàng đi đâu được chứ? Ông xem thử nàng có họ hàng thân thiết hay là bạn bè gì không? Con gái ta từ nào đến giờ chỉ có một mình ở trong nhà, nó làm gì có ai thân thiết ngoài ta với ngươi? Ông cứ bình tĩnh, cho người đi tìm kiếm. Con cũng sẽ đi tìm. Nếu nàng nghĩ quẩn rồi bỏ đi đâu đó, chắc là chưa đi xa được đâu.
hai đứa tụi bay chia nhau ra tìm kiếm, không được làm kinh động để người ngoài ta biết, hiểu chưa? Dạ, ông ơi, hay là mình đi báo quan đi ông, để quan sai tụi lính tráng đi kiếm phụ mình, chứ mình đâu có chuyên bằng không, họ. Không được, đụng tới quan nhà lính tráng chỉ tổ cho bọn vô tích sự đó thừa hưởng được thả công, rồi vô nhà lục lọi dò dính kiếm chắc. Thôi, tự đi tìm kiếm, đi đi. Mà ông ơi, còn bên nhà trai làm sao không? Thì phải nói thật với người ta, xin người ta trở trở ít lâu, chứ biết sao giờ. Dạ dạ, vậy thưa ông, con đi nha ông. Đi đi, dạ đi. Dạ, dạ thưa ông, con đi. Dạ. Sao rồi con? Ông ơi, nhà trai nói là cho người tìm kiếm khắp nơi rồi mà không thấy cô dâu đâu hết đó ông. Mọi chuyện là lỗi tại ta, phải chi tôi được ép nó thì nó đâu có liều thân. Bây giờ không biết nó lưu lạc phương nào, còn hay mất. Con thấy ông lúc này tiều tụy lắm rồi, hay là ông ăn một chút xíu gì thôi để có sức khỏe rồi tìm kiếm cô. Con nghĩ là cô không có sao đâu. Cô nhớ ông, cô cũng về hả ông ơi? Bây giờ chưa tìm được nó, làm sao mà ta ăn uống cho nổi. Thôi kệ ta, cô ra ngoài đi. Dạ ông. Tục ở cảnh này, ở lại ngôi nhà này như một cõi âm, suốt ngày chìm đắm cùng nàng. Hàng ngày ta còn phải chứng kiến thấy cảnh cha nàng tiều tụy. Không, ta phải đi khỏi nơi này thôi. Cầu Trí, ông cho gọi con. Con mời ông vào nhà. Ngươi ngồi đi. Ta thấy ngươi xuống sắc quá rồi đó, bỏ qua cho ông già này. Bẩm, không phải như vậy. Tại con trẻ dại dột, không kiềm chế được lòng mình. Nếu ta không có đem ngươi về đây thì đâu có xảy ra chuyện này. Tại ta không lường được sự tình, anh còn trẻ, biết cư xử, lại học sâu hiểu rộng, sao ta lại không nghĩ chuyện con gái ta nó cảm mến đến anh. Ông càng nói con lại càng thấy rối. Con đang định xin ông đi khỏi đây, để ông khỏi nhìn thấy kẻ gây ra lỗi lầm, con đỡ dằn vặt. Nếu cứ tiếp tục ở lại thì con e rằng con sẽ trở thành kẻ bạc nhược, không làm được gì hết. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ bẩm, con đã suy nghĩ kỹ. Con sẽ lên kinh, mở lớp dạy học, rồi tiếp tục đèn sách để tiện bề ứng thi. Sau này con sẽ trở về thăm ông. Nếu anh đã quyết thì ta cũng không cản. Giữ anh ở lại nơi u uất này cũng chẳng có ích gì. Hãy bỏ qua cho ta. Dạ, con không dám. Con mong ông giữ sức khỏe. Con muốn từ giả lưu thể rồi xin phép đi luôn. Câu chuyện bi thương quá. Đã khỏi nhà Quỳnh Nương rồi, chắc ngài cũng phải trải qua không ít khó khăn. Tôi lên kinh, mở lớp dạy học, rồi cố nén đau thương, ôn luyện kinh sách để qua thi. Rồi tôi đi thi,
đậu tiến sĩ, làm quan. Nhưng mà lòng tôi vẫn không nguôi ngoai nhớ tới nàng. Nói vậy, chắc phu nhân ở nhà cũng là một quốc sắc thiên hương, mới khiến cho ngài tạm quên chuyện cũ được. Tôi vẫn chưa thành gia thất, không ai có thể thay thế hình bóng của nàng. Thế gian này hiếm có tấm chân tình nào lại đại chung thủy như ngài. Cũng chẳng phải lớn lao gì đâu. Trong lòng của tôi đã có người vợ hiền, nhất mực chung thủy là nàng, thì làm sao còn có chỗ cho một người con gái khác. Nhưng mà kỳ lạ là từ khi gặp tiểu thư đây, mấy chữ trong tay của nàng, khuôn mặt nàng, ta cứ ngỡ là chính nàng là Quỳnh Nương. Nếu như vậy thì tấm chân tình của hai người đã động tới cao sanh rồi đó. Con gái của Hạ Quan từ khi sinh ra không nói được cũng không cười được, từ sau khi gặp ngài nó bình thường trở lại, mà trong tay lại còn có bút tích của ngài nữa. Vậy nếu như ngài không chê, xin cho con bé được theo ngài cận kề với ngài. Con gái của ta đã khỏi bệnh, lại được để quý, hôn lễ cũng đã được cử hành xong. Ơn trời đã cho ta song hỷ lâm môn. Dạ, đội ơn giặc phụ. Dạ bẩm ông, không hay rộng ơi, không hay rộng ơi. Chuyện gì vậy? Dạ lính triều đình đang đẩy ngoài sân á, đồ bắt Tân Lan. Quân lính triều đình. Nghe nói người tố Cao Trí lạm quyền, cướp hôn thê của người, người có bằng chứng gì không? Bẩm bệ hạ, hắn mới cưới vợ, đó chính là bằng chứng. Án quan Cao Trí, có đúng là người mới cưới vợ, vợ của ngươi là vị hôn thê của quan đô đốc, có đúng vậy không? Bẩm hoàng thượng, đúng là hạ thần vừa mới cưới vợ, và vợ của thần đúng là người mà đô đốc đây suýt ép cưới được làm vợ lẽ. Hắn nắm lực trong tay, dám thay trắng đổi đen, dám cướp trên tay vị hôn thê thần đã dạm ngõ, rễ rạc đủ thứ hết của hạ thần. Thần đương đương là một đô đốc mà hắn dám vuốt mặt không nể mũi. Thử hỏi, dám động hành như vậy thì hắn coi ai ra gì nữa? Có chuyện đó không? Bẩm hoàng thượng, có chuyện qua đô đốc muốn cưới nàng, nhưng nàng hoàn toàn không đồng ý. Tất cả là do đô đốc ép cha nàng, ông sợ quy cho nên đành hứa gả. Nàng là phận con, lại câm điếc không thể giải bày, cho nên mới đành chọn cách bỏ trốn khỏi nhà, bán nước ở gian đường, kiếm sống qua ngày. Vậy ra cô gái đó là một người câm điếc. Một cô gái câm điếc mà có tới hai vị chức sắc canh giành, hẳn là dung mạo của cô ấy phải tuyệt trần. Đang là hôn thê của người này, bỗng chốc làm vợ của người kia. Dạ bẩm, thì hắn thấy nàng xinh đẹp nên xin lòng ta muốn chiếm đoạt của hạ thần chứ sao. Mong hoàng thượng trảm hắn đi làm gương cho kẻ khác. Khải bẩm hoàng thượng, xin nghe thần nói. Đối với dung mạo của nàng chỉ là chuyện thứ, đó là câu chuyện nhân duyên kỳ lạ của đại thần, không biết bệ hạ có sẵn lòng lắng nghe hay không? Trên đời lại có chuyện kỳ lạ vậy sao? Bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ tin cái chuyện quan đường của hắn? Chuyện này thật quá vô lý mà. Dạ, bẩm chính thần cũng không thể ngờ mình lại được ân huệ quá lớn của trời ban, được gặp lại nàng. Ta muốn có một lần kiểm chứng. Khởi bẩm hoàng thượng, phu nhân của hạ thần đang chờ ở bên ngoài, đang chờ được diện kiến hoàng thượng. Lệnh cho phu nhân của Cao Trí vào diện kiến. Nàng hãy mở lòng bàn tay cho ta xem. Hay lắm, hãy tha lỗi cho ta vì đã làm kinh động đến đám cưới của hai người.
để bù đắp. Ta cho tổ chức tiệc cưới 3 ngày. Tạ ơn hoàng thượng. Bệ hạ, đồ đốc, sao ngươi không mau quỳ xuống? Dạ. Ngươi biết tội ngươi chưa? Vợ con đầy đàn, 5 thê 7 thiếp còn muốn đèo bồng. Chính ngươi mới là kẻ lạm quyền ép uổng người khác, không xứng đáng đứng đầu ba quân. Nay ta truyền lệnh cách chức, giáng ngươi xuống làm cảnh vệ. Đội ơn bệ hạ. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, có chuyện gì mà ngươi chạy như ma đuổi vậy? Có chuyện này lạ lắm ông ơi. Là chuyện gì? Ông nhìn kìa ông. Thưa ông, con vô. Con là con gái ta. Không thể nào. Con xin chào lão gia. Cô trẻ thất hứa, đã đỗ đạt lập quan nhiều năm rồi, nhưng bây giờ mới chịu về bái lại. Xin cha tha lỗi cho con. Cô gái này, xin cha hãy nghe con kể lại đầu đuôi sự việc. Ta cũng ngờ ngợ, nếu con gái ta còn sống, cũng quá tuổi cô gái này, nhưng không thể có chuyện người giống người đến như vậy. Còn cái chuyện tái sinh gì đó, không thể nào tin được. Nàng hãy mở lòng bàn tay cho lão gia xem. Ta không tin. Nếu cha không tin, xin hãy theo con ra giường. Bao nhiêu năm qua, cha vẫn giữ nguyên chỗ này sao? Ta giữ nguyên mọi thứ, để nếu có một ngày con ta quay về, nó không bỡ ngỡ. Nơi đây lưu giữ những tháng ngày hạnh phúc nhất, đau khổ nhất của con, và cũng lưu giữ hình hài của nàng. Xin cha chờ một lát. Cha hãy nhìn thử xem. Đây là bút tích của con, 2 chữ tái sinh. Đứa con gái dạng dỗ của ta đây sao? Kỳ lạ thiệt. Nét chữ giống hệt nét chữ trên bàn tay cô gái. Nếu không có dấu hiệu này, thì con đã nguyện độc thân trọn đời để giữ hẹn ước cùng nàng. Ai ngờ, chắc ông trời có mắt thấu tâm can mối tình của chúng con, thương nàng, cho nàng tái sinh để được đoạt tụ trong kiếp này. Nhưng quả như vậy cũng an ủi cho ta. Coi như ông trời đã bớt cho ta một gánh nặng tội lỗi. Cảm ơn con. Có lẽ tấm chân tình trước sau như một của con đã làm cho ông trời mũi lòng thiệt rồi. Thiệt là hiếm có. Con xin cha cho vợ con và con được thỉnh thoảng về thăm cha, để gia đình mình được đoàn tụ. Thank you.
cc họ không liều, họ không cc họ không liều.